Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 43. Giờ phút này, phía trên ghế cao, Tây Môn Phong Vân, Thạch Hạo Hãn, Vương Trọng Vân, Viên Thông trụ trì và đông đảo các cao thủ khác cũng đã nhận ra thực lực của năm anh em họ Đoàn. Đỉnh phong. Vậy mà tất cả đều là lục địa võ thần đỉnh phong. Vương Trọng Vân giật nảy cả mình, suy đoán, bọn họ được Tô Thương dẫn tới, sẽ không phải là người mà Tô Thương mời giúp đỡ đấy chứ. Tôi đã từng gặp năm người này. Lúc này, Từ Thiện Sư Thái núi Nga Mi nói, bọn họ đến từ núi Ba, nhiều năm trước kia bọn hắn đã đuổi nhà họ Lưu đi để làm tu hú chiếm tổ chim khách. Lúc ấy bọn họ không thông qua cuộc thách đấu với các ngọn núi nổi tiếng mà cướp bóc trắng trợn, vốn nên chịu phạt, nhưng cuối cùng không ai làm gì được bọn họ. Từ Thiện Sư Thái đưa mắt nhìn Thạch Hạo Hãn, nói tiếp, Thạch Sơn Chủ, chắc ông cũng biết về việc này đi. Ừm, Thạch Hạo Hãn gật đầu nói, lúc ấy tôi ở ngay đó, năm người này đều là lục địa võ thần, nhưng cộng lại cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng bọn họ rất có lai lịch, phía sau hình như có cái bóng của cổ tộc, cho nên tôi cũng không hành động thiếu suy nghĩ để đỡ chọc giận cổ tộc. Nhưng tôi nhớ trong năm người bọn họ cũng không có ai là võ thần đỉnh phong. Tại sao bây giờ tất cả đều đã đến cảnh giới đỉnh phong rồi? Thạch Hạo Hãn khẽ nhíu mày. Không chỉ thế thôi đâu. Tây Môn Phong Vân ở bên cạnh nhìn chằm chằm Đoàn Khánh Minh, kiêng dè nói, một người trong số bọn họ có khí tức cực kỳ khổng lồ, cũng được gọi là cường giả ở cảnh giới võ thần đỉnh phong, có thể đánh 4-6 với tôi. Tôi 6, cậu ta 4. Tây Môn Phong Vân cười nói bổ sung, nhưng mà cũng không sao. Chúng ta bắt tay vẫn có thể đối phó được với năm người này. Ha ha ha, Tây Môn Phong Vân, ông đang nói đùa sao, ai muốn bắt tay đối phó bọn họ với ông chứ? Trương Thiên Lôi của Phụng Dương Thành cười lạnh nói, rõ ràng bọn họ là người của Tô Công Tử, không oán không thù với chúng ta. Tây Môn Phong Vân, muốn ra tay thì tự ông làm đi, đừng kéo chúng tôi vào nữa. Chẳng lẽ ông điếc? Không nghe thấy Thạch Hạo Hãn nói sau lưng năm người bọn họ có cái bóng của cổ tộc à? Tây Môn Phong Vân nói, theo tôi thấy, nói không chừng Tô Thương cũng đã quy thuận cổ tộc rồi. Dù sao Tô Thương là người tu chân, cũng không phải là người luyện võ, đương nhiên không muốn nhìn thấy giới luyện võ biến đổi. Tây Môn Phong Vân lạnh lùng nói, trước kia tôi đã nói là người tu chân không được tham gia đại hội võ thuật trăm tông phái rồi, nhưng mấy người cứ nhất quyết không nghe. Bây giờ thì hay rồi, nhỡ may Tô Thương thắng, mấy người sẽ để một người tu chân làm minh chủ võ lâm thật sao? Phong Vân huynh, không cần nhắc lại chuyện này nữa. Cho dù là người tu chân hay người luyện võ, ai lấy được hạng nhất cũng là ý trời rồi. Vương Trọng Vân nói, huống hồ đồ nhi vương giã của tôi chắc chắn sẽ không thua. Thật sao, vậy tôi sẽ rửa mắt đợi. Tây Môn Phong Vân không mặn không nhạt nói. Ngay sau đó. Mọi người trên ghế cao đều chuyển ánh mắt sang phía lôi đài. Không biết tên này mời được năm cao thủ mạnh như thế từ đâu ra. Thiên Sơn Tuyết nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm nói, ông nội tôi gặp phải vài chuyện trên đường nên đến chậm, nhưng có bọn họ, Tô Thương sẽ an toàn hơn. Tô Thương à Tô Thương, hy vọng anh có thể thắng, tôi tin tưởng anh, nhất định anh có thể. Thiên Sơn Tuyết âm thầm cổ vũ cho Tô Thương, đôi mắt đẹp không hề rời khỏi Tô Thương một giây nào. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Tô Thương và Vương Dã đứng đối diện, hai người cách xa nhau 4-5 mét. Tô Thương, anh không nên tới. Lúc này Vương Dã ngáp một cái, lười biếng nói, nhưng mà anh đến cũng tốt, lúc trước anh khiêu khích tôi, hôm nay sẽ cho anh thấy sự lợi hại của tôi. Ra tay đi, nhường anh 10 chiêu, để người ngoài đỡ cảm thấy tôi bắt nạt anh. Vương Dã không có sợ hãi nói. Ha ha. Tô Thương nhìn về phía Vương Dã, nhẹ nhàng cười nói, Vương Dã đạo trưởng, có phải anh đã quá tự đại rồi không, thật sự nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng hả? Nếu như là quân vô ưu hoặc là lão độc vật thì tôi còn phải kiêng dè một chút. Vương Dã khom người cứ như là còng lưng bẩm sinh, căn bản không nhấc nổi tinh thần, nói, nhưng đối thủ là anh thì chắc chắn tôi sẽ không thua. Thật sao? Vậy thì, tới đi. Vừa dứt lời, Tô Thương không hề do dự. Lập tức sử dụng chỉ xích thiên nhai, thoáng một cái đã đến sau lưng Vương Dã, đánh bách thế luân hồi quyền ra. Vèo! Vương Dã chính là thiên tài vô địch, đương nhiên không phải người tầm thường. Anh ấy điểm nhẹ chân lên mặt đất,
Bóng người lập tức biến mất tại chỗ, khiến Tô Thương đánh hụt một quyền. Tôi biết anh có một thân pháp thần bí, đáng tiếc lại không có tác dụng mấy với tôi. Từ lúc anh lên lôi đài là đã bước vào trong kỳ môn của tôi rồi, mọi hành động của anh đều nằm trong phạm vi cảm giác của tôi. Vương Dã xuất hiện ở vị trí cách đó 8 mét, đứng từ xa nhìn Tô Thương, sau đó lại nhẹ nhàng điểm chân xuống đất lần nữa. Một đồ án bát quái khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt, bao phủ lên sàn lôi đài. Chỉ cần ở trên lôi đài, cho dù Tô Thương đứng ở vị trí nào đều không thể thoát khỏi trận bát quái này. Tô Thương, tôi đã cho anh cơ hội nhường anh 10 chiêu, nhưng nếu anh không chấp nhận thì cũng đừng trách tôi không nể tình. Lúc này, Vương Dã vô cùng thoải mái đứng tại chỗ, tùy ý vung tay ra. Chỉ trong chốc lát đã có hai luồng năng lượng kinh khủng lao về phía Tô Thương. Hai luồng năng lượng này. Một luồng có màu đỏ như lửa, tỏa ra nhiệt độ cực nóng giống như mặt trời nhỏ rơi xuống vậy. Một cái còn lại thì có màu xanh của nước, chí âm chí hàn vô cùng lạnh lẽo, không khí ở những nơi nó đi qua cứ như phải đóng lại. Chiêu thức mạnh thật, ít nhất có thể so với thần tông hậu kỳ. Tô Thương không dám lơ là, lập tức lấy kiếm thương khung ra, đồng thời bắt đầu huyết tế, dùng hết sức chém ra hai kiếm. Ao ao, vèo. Một giây sau, hai luồng năng lượng mà Vương Dã đánh ra đã bị Tô Thương đánh tan. Mặc dù Tô Thương không bị thương, nhưng vẫn phải há to miệng thở hổn hển, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mà Vương Dã lại nhẹ nhàng thoải mái giống như chỉ làm một động tác đơn giản vậy. Không tệ. Thế mà lại đỡ được đòn tấn công của tôi, đúng là không làm tôi phải thất vọng. Vương Dã hài lòng gật đầu, nói, nhưng đây mới chỉ là sức mạnh mà tôi dùng để đối phó với Vương Phú Quý thôi. Bây giờ tôi sẽ dùng sức mạnh để đối phó với Tây Môn Long Ngâm, Tô Thương, để tôi xem anh có thể kiên trì đến bao giờ. Vương Dã nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đánh ra hai luồng năng lượng nữa, còn mạnh hơn cả cái vừa rồi. Anh cảm thấy tôi sẽ còn cho anh cơ hội sao? Tô Thương nhìn thấy thế thì nở nụ cười nghiền ngẫm, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Lấy thực lực bây giờ của anh chỉ có thể đối phó được với thần tông trung kỳ hậu kỳ, nếu cao hơn thì không được, trừ khi dùng tháp hư không, chìa khóa của Đông Phủ, hoặc là hành liên hoàn trận của Võ Đang. Nhưng Tô Thương không muốn làm như vậy, anh cần một trận đấu nhẹ nhàng vui vẻ. Chỉ là cứ bị Vương Dã tấn công từ khoảng cách xa mãi. Tô Thương vô cùng bất đắc dĩ, thế là nắm lấy thời cơ mở đá thiên ẩn ra, đồng thời sử dụng chủ xích thiên nhai. Trong nháy mắt đó, bóng người Tô Thương đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, điều này khiến xung quanh ồn ào hẳn lên. Một người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất trước mắt bao người, còn không có một chút khí tức nào, điều này có chút quỷ dị. Hửm! Trên võ đài, hình dáng Tô Thương đột nhiên biến mất, cái này khiến Vương Dã khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, anh ấy lại nhắm mắt, bắt đầu cảm nhận vị trí của Tô Thương. Cái lôi đài này, đã bị anh ấy bố trí bát quái đồ, chỉ cần cơ thể ở trên lôi đài, theo lý mà nói không có bất kỳ cái gì có thể tránh được cảm giác của anh ấy. Nhưng mà, giờ phút này, Vương Dã không có cách nào phát hiện được khí tức của Tô Thương, tất nhiên không biết hành tung của Tô Thương rồi. Chuyện này là không thể. Vương Dã bắt đầu nghiêm túc hơn. Trong mắt không còn rót lại chút lười nhác gì nữa, mà tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Sau đó, anh ấy tiếp tục dò xét, ý đồ tìm tung tích của Tô Thương, đồng thời cảnh giác bốn phía, đề phòng Tô Thương đánh lén. Tô Thương đi đâu rồi? Một người đang sống tốt sờ sờ, sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Không phải anh ta thấy mình không đánh lại được Vương Dã đạo trưởng, nên đã bỏ chạy rồi chứ? Có cái rắm, cậu không thấy được hả? Vương Dã đạo trưởng cũng không tìm được Tô Thương, nói cách khác, Tô Thương nếu đã đứng ở thế thất bại rồi, có cần phải chạy không? Kỳ lạ, đây là thủ đoạn gì, thật quỷ dị, cũng không phải là quá vẻ vang gì. Đám người đang xem trận đấu bên dưới, bàn tán qua lại, sôi nổi ầm ĩ. Trong đám người đó, có Tây Môn Long Ngâm, Phật tử Vô Cơ và những thiên tài khác, cũng đang thảo luận chuyện này. Phật tử, cậu có thể nhìn ra Tô Thương dùng thủ đoạn gì không, vì sao đột nhiên biến mất, một chút khí tức cũng không hề còn sót lại. Tây Môn Long Ngâm dò hỏi. Tiểu Tăng không biết. Phật tử Vô Cơ lắc đầu nói, có điều, thí chủ Tô Thương cũng không đơn giản, hôm nay tranh tài, rất đáng để xem,
cuối cùng bên thắng không chắc chắn là Vương Dã đâu. Ha ha, Phật tử, anh đề cao Tô Thương quá rồi đó. Đỗ Phi Dương bên cạnh, lạnh lùng nói, anh ta chỉ là biết chút thủ đoạn mà thôi, khó mà đến được vị trí cao lắm. Đỗ thiếu gia, mấy ngày trước Tô Thương tha cho anh một mạng, bây giờ anh nói những lời này, anh cảm thấy thích hợp sao? Triệu Chỉ Nhược thản nhiên nói. Hừm. Đỗ Phi Dương khinh thường nói, khắc chế võ công mà thôi, nếu không phải bí thuật đó, vừa vặn khắc chế bí thuật nhà họ Đỗ, anh ta căn bản không phải là đối thủ của tôi. Kẻ thắng làm vua, Đỗ thiếu gia, những lời này đừng có nói nữa. Tây Môn Long Ngâm khẽ cười nói, đừng quên, hồn phách của tổ tiên nhà anh, đã bị Tô Thương lấy đi, bây giờ anh không thi triển được bí thuật nhà họ Đỗ. Không có thêm bí thuật nhà họ Đỗ, anh tính là cái thá gì chứ, nếu tôi là anh, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Tây Môn Long Ngâm trêu chọc nói. Tây Môn Long Ngâm, Đỗ Phi Dương nghe vậy, nhất thời gian không kiềm được. Sao hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tây Môn Long Ngâm cười nói, Đỗ thiếu gia, anh muốn ra tay với tôi sao? Tây Môn Long Ngâm, anh đừng làm càn, nếu tôi có ba đạo hồn phách tổ tiên trên người, sao lại sợ anh cơ chứ? Đỗ Phi Dương thấy vậy, hiểu ra mình đã mất đi hồn phách của tổ tiên mình, không thể nào là đối thủ của Tây Môn Long Ngâm, sau khi nói một câu liền quay người rời đi. Đỗ thiếu gia, tìm cơ hội nói với lão tổ tiên nhà anh một chút, quy phục gia tộc Tây Môn chúng tôi đi, nếu không thì con đường tương lai của nhà họ Đỗ các anh, sẽ càng khó đi đó. Tây Môn Long Ngâm nhìn theo bóng lưng Đỗ Phi Dương, cười nói. Đỗ Phi Dương tất nhiên nghe được, dừng bước lại một chút, tức giận nắm chặt nắm đấm, cuối cùng nhanh chân rời đi. Chấm chấm chấm. Không chỉ có bọn họ không phát hiện được tung tích của Tô Thương, đến mấy võ thần lục địa trên cao cũng không phát hiện được. Dù sao đá thiên ẩn nghịch thiên quá mức, người luyện võ cảnh giới kết đan đều không thể phát hiện được. Cái tên Tô Thương này, lại có con át chủ bài, trên người cậu ta, chắc chắn có một loại chí bảo, có thể ẩn tàng khí tức. Lúc này, Vương Trọng Vân nói, bước vào kỳ môn của đồ nhi tôi, bất luận là thân pháp gì cũng đều vô dụng, có điều chí bảo này, lại có chút khó khăn rồi. Vương môn chủ, ông không phải vừa mới thề son sắt, nói đồ nhi ông chắc chắn sẽ thắng à, sao giờ lại bắt đầu nói bị làm khó rồi. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói. Ha ha, Vương Trọng Vân vuốt vuốt sợi râu, vội nói tiếp, chí bảo ẩn tàng khí tức tuy mạnh, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Cậu ta vẫn luôn làm rùa đen rụt đầu, cũng không thể giành chiến thắng, chỉ cần không lộ ra sơ hở, đồ nhi tôi chắc chắn có thể trực tiếp chiến thắng cậu ta. Vương Trọng Vân tự tin nói. Tây Môn Phong Vân không nói nhiều, ánh mắt trực tiếp nhìn lên lôi đài, hai mắt híp lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chấm chấm chấm. Lúc này, trên lôi đài, Vương Dã vẫn luôn tìm không thấy hành tung của Tô Thương, liền có chút tức giận, dứt khoát không hề dò xét, mà trực tiếp ra tay. Ầm, ầm, ầm. Bang bang. Chỉ thấy Vương Dã không ngừng ra tay, bát quái đồ chiếu sáng rực rỡ, năng lượng khủng khiếp không ngừng phóng ra, đánh phá tứ phía. Tô Thương, tôi biết anh còn trên lôi đài, ha ha, tôi ngược lại muốn xem, công kích dày đặc như thế, anh có thể tránh hết được không? Vương Dã nghiêm túc, liên tiếp ra tay. Mấy phút đồng hồ trôi qua, Tô Thương vẫn luôn không hiện thân. Chân khí của Vương Dã tiêu hao rất nhiều, càng đánh càng tức giận, đã hoàn toàn mất đi vẻ lười biếng trước đó rồi. Tô Thương, anh chỉ làm rùa đen rụt cổ thôi sao? Vương Dã nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Thương không trả lời, xung quanh đều yên lặng. Thật đáng giận. Vương Dã giận không kiềm được, điên cuồng đánh vào không khí xung quanh, hiện trường ầm ĩ tiếng kêu không dứt bên tai. Vù. Nhưng vào lúc này, Tô Thương đột nhiên giải trừ hiệu quả đá thiên ẩn, vụt xuất hiện trước mặt Vương Dã. Vương Dã vẫn đang đánh ầm ĩ bốn phía, nhất thời không kịp né tránh, chỉ có thể dùng cánh tay vội vàng ngăn lại. Ầm. Sau đó, hiện trường truyền đến một tiếng vang trầm đục, ngay sau đó một dư âm chiến đấu kinh khủng xuất hiện, hướng theo bốn phía đẩy ra. Bách Thế Luân Hồi Quyền, cây ết ủng bố như vậy, giờ phút này, Vương Dã đã lâm vào trạng thái hoang mang ngắn ngủi. Vương Dã đạo trưởng, anh đánh có mệt không, bây giờ đến lượt tôi rồi.
Tô Thương tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội lần này, đẩy người tiến lên, thừa thắng xông lên. Ầm ầm ầm, một quyền đấu như mưa rơi, không ngừng đánh đến hướng Vương Dã. Vương Dã dù sao cũng là thiên tài đẳng cấp, rất nhanh liền kịp phản ứng lại, đầu tiên là bị ép, sau đó lại bắt đầu phản kích. Tô Thương, anh cho rằng cận thân chiến đấu thì có thể thắng tôi sao? Ngây thơ quá. Vương Dã cười lạnh liên tục, sau đó nói, anh dùng quyền pháp là chính hả? Ha ha, vậy tôi để anh mở mang kiến thức một chút, thiên cơ môn bát quái quyền. Vừa nói xong, Vương Dã tấn công càng hung hăng hơn, trên nắm tay, bát quái đồ liền hiện ra, thần bí khó lường. Tô Thương không cam chịu yếu thế, sử dụng bách thế luân hồi quyền, quét sạch tứ phương, đánh đến không khí đều muốn nổ tung. Cứ như vậy, hai người đánh tới đánh lui, ảnh hưởng của trận đấu hết sức mạnh mẽ, cục diện tàn phá bừa bãi, cực kỳ chấn động. Thì ra đây mới là thực lực chân chính của Tô Thương, có thể cùng Vương Dã đạo trưởng đánh tay đôi như vậy, thật mạnh quá đi. Mọi người phía dưới lúc này mới phát hiện, Tô Thương cũng không có yếu như trước khi họ nghĩ, tất cả đều như đang nín thở, hết sức chăm chú nhìn lên lôi đài, sợ bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc. Bất chi bất giác, đã trôi qua nửa tiếng, Tô Thương đánh mấy trăm hiệp với Vương Dã, hai bên đều đang bị thương, không ai chiếm được lợi thế hơn người kia. Trong đó, khóe miệng Tô Thương có vết máu, miệng thở hổn hển, vết máu nơi quyền đấm rỉ ra, máu tươi không ngừng chảy ra từ khe hở. Còn về Vương Dã, cũng như thế, vết thương không khác Tô Thương là mấy, khí tức có chút hỗn loạn. Tô Thương, tôi thừa nhận, tôi trước đó đã xem nhẹ anh, không ngờ thực lực của anh lại mạnh như vậy. Lúc này, Vương Dã đã lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chăm chú Tô Thương, thản nhiên nói, có điều chỉ là chiến đấu trên cơ thể thuần túy mà thôi, cũng không phải là sở trường của tôi, thủ đoạn mạnh nhất của tôi là kỳ môn chi thuật. Dưới kỳ môn chi thuật của tôi chính là trời, tôi chính là thần, có thể chi phối được mọi thứ. Vương Dã tự tin nói, bây giờ, tôi sẽ vận dụng kỳ môn chi thuật, kết thúc trận đấu này. Nhắc nhở anh một chút, vừa rồi lúc đánh nhau, tôi đã để lại dấu vết trên cơ thể anh rồi đó, bây giờ không thể ẩn trốn được, thủ đoạn ẩn thân của anh đã bị mất hiệu lực rồi. Sau khi lấy được vị trí số 1, thì có thể qua đại điện thiên cơ môn, bắt đầu thay đổi giới luyện võ rồi. Đối với thay đổi lần này, tôi cũng rất chờ mong, Tô Thương đánh lâu như vậy rồi, nên kết thúc đi thôi. Vừa nói xong, ánh mắt Vương Dã run lên, lập tức dùng hai tay bấm huyệt, khống chế bát quái đồ. Trong khoảnh khắc, chân khí khổng lồ hiện lên, nhanh chóng hình thành mấy trụ chân khí, đột ngột mọc lên từ dưới đất ngay chỗ Tô Thương đứng. Tô Thương nhún người tránh né, nhưng anh trốn đến đâu, thì trụ chân khí xuất hiện đến đó, đến mức Tô Thương không có chỗ nào mà đặt chân nữa. Kiếm thương khung. Chuyện đến nước này, Tô Thương lấy vũ khí ra, vừa suy nghĩ, kiếm thương khung liền hiện ra trong tay anh. Cầm kiếm thương khung trong tay, thực lực của Tô Thương tăng lên 10 phần, một kiếm vừa chém ra, lập tức cắt đứt mấy trụ chân khí. Ầm, ầm, ầm ầm. Nhưng sau một giây, liền có mười mấy mũi tên chân khí biến hóa khôn lường, từ đối diện phóng đến. Không ổn rồi. Tô Thương hít một hơi sâu, cơ thể nhanh chóng lùi lại, đồng thời vung kiếm thương khung trên tay ra, kiếm khí vàng óng chặt đứt đại đa số mũi tên, nhưng vẫn có một vài mũi tên, hướng đến Tô Thương đánh giết. Cuối cùng, hai mũi tên chân khí, đâm xuyên qua bả vai Tô Thương, kiếm thương khung cũng theo đó rơi xuống đất. Phù! Lục phủ ngũ tạng của Tô Thương, cũng bị chấn thương, sau khi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu. Bây giờ, hai cánh tay của anh cực kỳ đau nhức, không thể nhấc lên được, máu tươi ào ào chảy ra, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Tô Thương, nhận thua đi. Cơ thể Vương Dã lấp lóe, xuất hiện phía trước Tô Thương. Chân đạp trụ chân khí, từ trên cao nhìn xuống nói, đối mặt với tôi, anh chắc chắn không có phần thắng đâu, có thể đánh với tôi đến trình độ này, anh đủ để kiêu ngạo rồi. Tô Thương thấy vậy, lại lộ ra một nụ cười, đầu tiên là dùng linh khí chữa khỏi hai bàn tay, sau đó vừa mới động suy nghĩ, kiếm thương khung lại lần nữa xuất hiện trong tay. Đạo trưởng Vương Dã. Lúc này, Tô Thương nhếch miệng lên, nói, từ khi trèo lên lôi đài đến nay, tôi vẫn luôn đang quan sát anh. Thứ mà anh vẫn luôn kiêu ngạo, chính là kỳ môn chi thuật của anh, vì thế chỗ đứng của anh, cực kỳ sang trọng,
tuyệt đối không để cho mình rơi vào vị trí bất lợi. Vì vậy có thể thấy được, kỳ môn chi thuật của anh còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Tô Thương cười to nói, bây giờ, tôi đã tìm được sơ hở của anh, không biết đã mất đi phương vị của kỳ môn chi thuật, thì anh có thể còn tự tin như vậy nữa không? Lời nói này, khiến Vương Dã khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn qua Tô Thương. Anh vẫn luôn thay đổi bát quái đồ, tất cả các vị trí bên trong đều thay đổi, nhưng lại chưa bao giờ đổi khảm hướng Tây, tôi lại phát hiện đang ở gần tôi nhất. Khảm chính là một quẻ của bát quái. Lúc này, Tô Thương nói, nếu như tôi không đoán sai, khảm hướng Tây, chính là điểm chết của anh hả? Vừa nói, Tô Thương híp hai mắt lại, lúc này thi triển chỉ xích thiên nhai, định phá hư khảm hướng Tây. Không được rồi. Vương Dã thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng không kịp ngăn Tô Thương lại rồi. Thế là, anh ấy vừa mới suy nghĩ, liền chuẩn bị một cái bát quái đồ gọi là phương vị của vị trí, ý đồ mê hoặc Tô Thương. Nhưng Tô Thương đã khóa chặt khảm hướng Tây, tất nhiên không thể nhầm, sau một giây, đám ra một quyền. Vù! Ngay lập tức, hiện trường truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó, bát quái đồ mà Vương Dã bố trí, tán loạn tại chỗ, biến mất không tung tích. Cùng lúc đó, trụ chân khí trên lôi đài, cũng tiêu tán theo. Dưới chân Vương Dã không có khí trụ, cơ thể từ từ rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Thương. Ào! Cảnh này, lập tức khiến ra trận sóng to gió lớn tại hiện trường. Trời ạ, Tô Thương lại phá hủy được bát quái đồ của đạo trưởng Vương Dã. Đây chính là thủ đoạn mà đạo trưởng Vương Dã vẫn luôn kiêu ngạo đây, đã hết rồi sao? Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Vương Dã nhìn chằm chằm Tô Thương, sắc mặt hết sức khó coi, thản nhiên nói, Tô Thương, anh cũng hiểu về kỳ môn chi thuật. Tôi không hiểu. Tô Thương lắc đầu. Nói thẳng không kiêng kỵ, nhưng tôi biết, anh còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Hừm, tôi tu luyện kỳ môn chi thuật, hơn 20 năm đã có thể thành thạo biến ảo phương vị bát quái, vừa động suy nghĩ là có thể xây dựng một trận đồ bát quái, anh nói tôi tu luyện không đến nơi đến chốn sao? Vương Dã không phục, giọng điệu lạnh lùng nói, Tô Thương, anh sẽ không cho rằng, tôi bây giờ chắc chắn phải thua đó chứ? Ha ha, không sợ nói cho anh. Dù là không có bát quái đồ, anh cũng không chắc thắng được tôi đâu. Nói xong, Vương Dã liền nhún người xông về phía Tô Thương, tất nhiên là thật sự đánh nhau. Tô Thương cũng không chủ quan, anh biết Vương Dã rất mạnh mẽ, vì thế không phớt lờ, cầm kiếm thương khung trong tay, nghênh tiếp Vương Dã. Nhất thời, hiện trường kiếm khí, chân khí tung hoành, hai người đánh tới đánh lui. Rất nhanh chóng, hai người lại đánh thêm mấy trăm hiệp. Tô Thương và Vương Dã đều bị thương nặng, toàn thân máu me đầm đìa. Nhưng không ai chịu nhận thua ai, vẫn đang chiến đấu tiếp như cũ, khung cảnh cực kỳ tàn khốc. Từ từ, Tô Thương ra hiệu cho Vương Dã làm động tác từ một chút, rất rõ ràng, hai người đều đã đến đoạn cực kỳ mạnh mẽ rồi. Những người xem bên dưới, cùng trụ cột ngồi phía trên, ai nấy đều nín thở chăm chú nhìn vào lôi đài. Mọi người đều biết. Đệ nhất đại hội võ thuật trăm tông phái, sắp có chủ. Vương Dã đã mất đi bát quái đồ, thực lực mặc dù mạnh, nhưng đối mặt với Tô Thương đang cầm kiếm thương khung trong tay, lại yếu hơn một phần. Cuối cùng, Tô Thương chiếm ưu thế hơn, đánh Vương Dã ngã xuống đất, kiếm thương khung trong tay, đặt lên cổ Vương Dã, yếu ớt nói, anh, còn đánh nữa không? Vương Dã ngẩng đầu, chăm chú nhìn Tô Thương, sau khi dừng lại vài giây, liền lắc đầu. Anh thắng. Lúc nói ra câu này, tâm trạng của Vương Dã hết sức phức tạp. Ngay từ đầu, vốn dĩ anh ấy không muốn tham gia đại hội võ thuật, càng không muốn làm minh chủ giới luyện võ. Điều Vương Dã quan tâm, không phải là vị trí số một, mà chính là thắng bại. Bây giờ thua bởi Tô Thương, anh ấy không cam tâm, nhưng lại thấy có phần yên tâm. Anh biết anh thua ở chỗ nào không? Lúc này, Tô Thương mở miệng nói. Vương Dã nhìn Tô Thương, muốn biết đáp án. Kỳ môn chi thuật của anh quả thực cường đại, nhưng do anh quá chú trọng đến phương vị rồi, muốn để bản thân luôn luôn đứng ở vị trí có lợi. Tô Thương nói tiếp, cao nhân kỳ môn chân chính, căn bản không quan tâm những thứ này. Không phải anh phải xuất hiện ở phương vị có lợi, mà chính là anh đứng ở mọi phương vị, đều có lợi. Dù vị trí này là vị trí chết,
nhưng vì sự xuất hiện của anh mà có thể trở thành vị trí sinh. Anh không thuận theo kỳ môn, mà để kỳ môn thuận theo anh, đây mới thật sự là kỳ môn chi thuật. Tô Thương nói tiếp, khi anh có thể đi được đến bước này, kỳ môn chi thuật của anh sẽ không hề có sơ hở. Không thuận theo kỳ môn, mà để kỳ môn thuận theo mình. Vương Dã không ngừng gặm nhấm câu này, biểu cảm mờ mịt, sau đó như tỉnh ngộ ra, chắp tay nói, đã hiểu. Nói xong, Vương Dã liền không để ý đến cái nhìn chăm chú của mọi người, mà nhún người rời khỏi lôi đài. Bây giờ, trên lôi đài, chỉ còn lại một mình Tô Thương. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Thương, thắng. Tất cả mọi người ở hiện trường, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt mọi người đều nhìn lên người Tô Thương. Sau khi dừng lại vài giây, trọng tài tại hiện trường mở miệng tuyên bố, Tô Thương, thắng, Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái năm nay, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Đợi đã, nhưng trọng tài hiện trường còn chưa nói hết lời, liền bị đánh ngã xuống, ngay sau đó một hàng 10 người đi tới. Khí tức cường ép tại hiện trường khiến sắc mặt mọi người thay đổi lớn, đến những trụ cột ngồi trên cao, cũng phải lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, Tô Thương chiến thắng Vương Dã Võ Đang, giành được vị trí số 1. Dựa theo quy định, kế tiếp chính là qua Đại Thiện Thiên Cơ Môn, mở ra sự thay đổi của giới luyện võ. Nhưng hết lần này đến lần khác, 10 tên thanh niên ăn mặc trang phục cổ trang, song song đi tới, trên mặt biểu cảm cực kỳ khinh miệt. Hửm! Tô Thương nhíu mày, chuyển ánh mắt nhìn lại, nhất thời nhận ra được, 10 tên này đều là giới cổ võ cảnh giới trúc cơ. Trong đó có 3 tên, thậm chí đạt đến trúc cơ hậu kỳ, có thể tương đương với võ thần lục địa, thực lực thâm sâu khó lường. Người tu chân, bọn họ toàn bộ đều là người tu chân cảnh giới trúc cơ. Cảnh giới trúc cơ, có thể sánh ngang với võ thần lục địa rồi, trời ạ, võ thần lục địa còn trẻ như vậy, mà đã xuất hiện đến 10 tên. Bọn họ chắc chắn là người của thập đại cổ tộc, cũng chỉ có cổ võ với có thể nuôi dưỡng được những thiên tài thế này. Cuối cùng cổ tộc đã tới rồi sao, xem ra sự thay đổi của giới luyện võ, không có cách nào mà tiến hành yên ổn được rồi. Chấm chấm chấm. Đông đảo người xem đứng dưới lôi đài, nhiều người đã có tuổi nhìn ra được những thanh niên bất phàm này, hiện trường lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều cực kỳ kiêng kỵ, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Cho đến nay, thập đại cổ tộc đều là cao cao tại thượng tồn tại, áp đảo toàn bộ giới luyện võ. Nói như vậy, thế lực cổ võ cường đại tới đâu, cũng giống như thập đại cổ tộc đang nuôi dưỡng heo chó dê bò mà thôi. Cho dù là 3 vùng núi nổi tiếng là vùng núi tế trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, khi đối mặt với thập đại cổ tộc, cũng phải khúm núm. Bởi vì, bất kỳ một cổ tộc nào, cũng đều có năng lực nhẹ nhõm tiêu diệt những ngọn núi nổi tiếng. Dù sao vào niên đại đó, giới luyện võ gần như không có võ thần lục địa, các cường giả ở ngọn núi nổi tiếng, nhiều nhất cũng chỉ là thần tông đỉnh phong. Mà cảnh giới này ở giới cổ võ, chỉ tương đương với bán trúc cơ mà thôi. Người trẻ tuổi của thập đại cổ tộc, cho dù không phải thiên tài đỉnh phong, cũng là trúc cơ hoàn thành rồi. So sánh như thế, thấy rõ sự chênh lệch. Cho đến năm đó, thanh niên tài tuấn của thập đại cổ tộc ra ngoài tu luyện, những nơi họ đi qua, tông phái cổ tộc đều yêu cầu phải quỳ xuống đất nghênh đón, sợ khiến cho người của cổ tộc cảm thấy bất mãn. Dưới tình hình này, vẫn luôn duy trì hơn ngàn năm, làm cho giới luyện võ đã nuôi dưỡng thành thói quen làm nô lệ rồi. Dù giới luyện võ khác trước kia nhiều rồi, võ thần lục địa mọc như nấm như măng, liên tục xuất hiện. Nhưng những người luyện võ của các tông phái lớn, nghe được thập đại cổ tộc đến, trong lòng vẫn run sợ như cũ. Thực chất tính nô lệ bên trong, không phải tùy tiện có thể loại bỏ, quỳ lâu quá nên chân đều mềm nhũn hết rồi còn đâu. Không chỉ có người xem bên dưới, đông đảo trụ cột ngồi phía trên, giờ phút này cũng kinh hoàng không thôi. Đã sớm biết được thập đại cổ tộc sẽ đến, không ngờ rằng lại đến đúng lúc như vậy. Vương Trọng Vân biểu lộ phức tạp, nói Thiên Cơ Môn chính là địa bàn của võ đang chúng tôi, nhưng người này lại có thể không chút âm thanh mà tới đây. Ha ha, bọn họ đến từ thập đại cổ tộc, đây chính là thế lực truyền thừa vô số năm tu chân đó. Tây Môn Phong Vân cười nói, người tu chân cường đại, các người hoàn toàn không biết gì cả, đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, Vương môn chủ sao mà ngạc nhiên thế. Điều này cũng đúng,
Vương Trọng Vân khẽ gật đầu, sau đó kiêng kỵ nói, 10 thanh niên này, ngược lại cũng dễ đối phó, cũng không biết thập đại cổ tộc rốt cuộc có bao nhiêu người, những lão già kia có mặt hay không. Sau khi đại hội võ thuật diễn ra, lệnh cấm túc thập đại cổ tộc cũng được hóa giải. Tây Môn Phong Vân thản nhiên nói, bây giờ, Tô Thương chiến thắng, đại hội võ thuật trăm tông phái đã kết thúc, dù là thập đại cổ tộc có dốc toàn bộ lực lượng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhắc đến chuyện này, Vương Môn Chủ, không phải ông tin Đồ Nhi Vương Giã sẽ thắng hay sao, vì sao vẫn thua Tô Thương thế? Tây Môn Phong Vân cười nói, nếu như Tô Thương là gian tế mà thập đại cổ tộc phái tới, vậy giới luyện võ chúng ta, chẳng phải bị hủy hoại hay sao? Tây Môn Phong Vân, ông im miệng đi. Lúc này, Thạch Hạo Hãn lạnh lùng nói, ông đã vứt bỏ cổ tộc, chuyển thành tu chân, không tính là giới luyện võ nữa, theo tôi thấy, ông có khả năng phản bội nhất, phản bội giới cổ võ. Sơn Chủ Thạch nói có lý. Trương Thiên Lôi bên cạnh phụ họa theo, Tây Môn Phong Vân, nếu là thập đại cổ tộc ngăn cản giới luyện võ thay đổi, làm người tu chân thì ông không phải rất vui vẻ hay sao? Ha ha, các ông đã nghĩ vậy, tôi cũng không phản bác nữa, hôm nay tôi ngồi đây xem kịch vậy. Tây Môn Phong Vân lộ ra một nụ cười, sau đó không quan tâm những chuyện không liên quan đến mình nữa. A-di-đà Phật. Lúc này, Viên Thông trụ trì vẫn luôn im lặng, mở miệng nói, đừng ồn ào, quan trọng là mở ra sự thay đổi của giới luyện võ. Nơi này là núi Võ Đang, Vương Môn Chủ, phiền ông nói với những thanh niên cổ tộc này vài câu, hỏi họ đến đây làm gì, có mục đích gì. Vương Trọng Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn vào 10 thanh niên đang đi tới, hỏi dò các vị, tại hạ là môn chủ Thiên Cơ Môn, Vương Trọng Vân, các người đến từ đâu, ở môn phái nào, vì sao ngăn cản trọng tài hiện trường tuyên bố kết quả đại hội võ thuật trăm tông phái. Vương Môn Chủ. Lúc này, một trên thanh niên mắt xách tách mọi người ra, vẻ đẹp tuấn tú, giống với Trương Trường Sinh cực kỳ. Anh ta đón nhận ánh mắt của Vương Trọng Vân. Khách khí chắp tay khẽ cười nói, tại hạ là Đông Phương Minh Nhật, đến từ thập đại cổ tộc, gia tộc Đông Phương. Hôm nay đến núi Võ Đang, không có mục đích gì khác, chỉ là muốn khiêu chiến thiên tài giới luyện võ chút mà thôi. Đông Phương Minh Nhật dứt khoát nói. Đông Phương Minh Nhật, anh khách khí với lão già này làm gì chứ? Lúc này, một thanh niên hơi mập, khinh thường nói, giới luyện võ chỉ là người hạ đẳng mà thôi, sao lại để chúng vào mắt được chứ? Vừa nói, thanh niên hơi mập này nhìn về phía Vương Trọng Vân, vênh vang đắc ý nói, lão già kia, tôi là Hạ Hầu Kiệt, đến từ cổ tộc, nghe nói giới luyện võ các ông muốn biến đổi. Ha ha, tôi không nói nhảm nữa, trận biến đổi này, chỉ có thể là người của cổ tộc chúng tôi mở ra mà thôi. Hạ Hầu Kiệt nói thẳng, đây đúng là mục đích họ tới đây, trực tiếp cướp đi quyền chủ đạo biến đổi của giới luyện võ. Thật ngại quá, cái này chỉ sợ không được rồi. Vương Trọng Vân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, nói, biến đổi của giới luyện võ, chỉ có vị trí số 1 của đại hội võ thuật trăm tông phái mới có thể mở ra, những người khác đều không được. Bây giờ vị trí số 1 của đại hội võ thuật, đã có chủ, nếu như các vị vì chuyện này mà đến, vậy thì mời về đi. Vương Trọng Vân hạ lệnh đuổi khách. Làm càn, lão già kia, ông dám từ chối, còn muốn đuổi chúng tôi đi. Ánh mắt Hạ Hầu Kiệt âm trầm. Phóng ra một luồng khí tức cường đại, trầm giọng nói, người hạ đẳng, ai cho ông lá gan hả, không muốn sống thật sao? Hạ Hầu thiếu gia, xin hãy tự trọng. Tôi thừa nhận, thập đại cổ tộc cực kỳ cường đại, nô dịch giới luyện võ hơn ngàn năm nay, nhưng hôm nay giới luyện võ đã khác nhiều rồi. Vương Trọng Vân nghênh tiếp ánh mắt Hạ Hầu Kiều, kiên trì nói, bây giờ chúng tôi đã không khuất phục thập đại cổ tộc nữa rồi. Chuyện biến đổi ở giới luyện võ. Không liên quan đến thập đại cổ tộc, các cậu không có quyền can thiệp, càng không có khả năng thay thế vị trí số 1 của đại hội võ thuật, đi mở ra biến đổi giới luyện võ. Vương Trọng Vân trịnh trọng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường liền sôi trào, tất cả cảm xúc của giới luyện võ đều thay đổi, biểu cảm cực kỳ kích động. Môn chủ Vương nói rất đúng, chuyện của giới luyện võ, người luyện võ chúng tôi sẽ tự mình xử lý, có liên quan gì đến thập đại cổ tộc chứ? Giới luyện võ chúng ta lúc trước, võ thần lục địa rất ít, nguyên nhân lớn nhất chính là do sự can thiệp của thập đại cổ tộc. Chuyện này tôi cũng có nghe nói đến, nghe nói thập đại cổ tộc vì muốn tiếp tục thống trị chúng ta nên mới chèn ép các thiên tài của các gia tộc,
thể mà ai có cơ hội đặt chân đến cảnh giới võ thần lục địa thì đều bị bọn họ hãm hại, từ đó mới dẫn đến việc cực ít người luyện võ tấn cấp được lên tới cảnh giới võ thần lục địa. Không sai, nhưng bây giờ không giống trước nữa, năm đó sau khi Tô Vô Kỵ đứng lên quật khởi, đánh vào thập đại cổ tộc, uy hiếp người nắm giữ thập đại cổ tộc, bắt bọn họ phải thề, trong một thời gian quy định, không được xuất thế. Giới luyện võ lúc này mới được xem mở ra một thời đại mới. Bây giờ các gia tộc luyện võ của chúng ta có không ít võ thần lục địa, thậm chí là võ thần đỉnh phong, vậy tại sao còn phải sợ thập đại cổ tộc chứ? Giới luyện võ chắc chắn sẽ được cải biến, thập đại cổ tộc muốn ngăn cản thì chúng ta sẽ liều mạng với bọn họ. Chấm chấm chấm. Phần lớn những người luyện võ có mặt ở đó đều lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi chăm chú nhìn người thanh niên của thập đại cổ tộc kia. Lão già kia. Hạ Hầu Kiệt nghe vậy, trợn mắt lên, lạnh lùng nói, ông có biết ông đang nói chuyện với ai không hả? Vừa nói, Hạ Hầu Kiệt vừa trầm mặt xuống, bước lên lôi đài, định ra tay dạy dỗ Vương Trọng Vân. Hạ Hầu Kiệt, dừng tay, đừng có kích động. Đông Phương Minh Nhật ở bên cạnh ngăn cản nói. Đông Phương Minh Nhật, anh là cái thá gì chứ? Anh và tôi đều là trúc cơ hậu kỳ, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi nghe lời anh? Hạ Hầu Kiệt nhíu mày nói. Trước khi tới đây, trưởng bối của mấy anh đã từng dặn dò, kêu 9 người các anh, tạm thời do tôi quản lý, lẽ nào anh quên rồi sao? Đông Phương Minh Nhật thản nhiên nói. Không quên, nhưng ông đây không thích nghe lời anh đấy, hôm nay tôi nhất định phải dế tê chết cãi lão già bất kính với tôi kia. Hạ Hầu Kiệt cố chấp nói. Hừ, nếu như anh khư khư cố chấp làm theo ý mình như vậy, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo. Đông Phương Minh Nhật trầm giọng nói. Anh Hạ Hầu, nghe lời anh Minh Nhật đi, hôm nay anh ấy là đại ca mà. Một tên thanh niên mắt tam giác mở miệng khuyên bảo, đồng thời bước đến đứng bên cạnh Đông Phương Minh Nhật, ý tứ rất rõ ràng. Về phần những người khác, cũng đều như vậy, biểu thị ý tứ rất rõ ràng, Đông Phương Minh Nhật chính là người đứng đầu của đám bọn họ. Hạ Hầu Kiệt, đừng quên mục đích của chúng ta, đừng có mà lỗ mãng, thế giới bên ngoài bây giờ. Không giống với lúc trước nữa, đã không còn là thời kỳ mà thập đại cổ tộc chúng ta nắm giữ thiên hạ nữa rồi. Đông Phương Minh Nhật nói thêm một câu, nếu như có thể tránh được kích động, thì cố gắng đừng làm chuyện căng ra. Hừ, cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn. Để chỉ người có chút quyền mà lên chân với người thường. Hạ Hầu Kiệt hừ lạnh một tiếng, anh ta căn bản không phục Đông Phương Minh Nhật nhưng cũng không bước lên phía trước nữa. Môn chủ Vương, lúc nãy đã đắc tội rồi. Sau khi dẹp yên Hạ Hầu Kiệt xong, Đông Phương Minh Nhật liền nhìn sang Vương Trọng Vân, khẽ cười nói, anh bạn này của tôi tính khí không được tốt lắm, hy vọng ông đừng chấp nhận anh ta nhé. Một người đóng vai xấu, một người đóng vai tốt. Vương Trọng Vân đương nhiên có thể nhìn ra được, thản nhiên nói, Đông Phương thiếu gia, mấy cậu trở về đi, đừng ở đây mà uổng phí tâm sức nữa. Môn chủ Vương, ông nghe tôi nói hết đã, được không? Vương Trọng Vân nhìn Đông Phương Minh Nhật, xét cho cùng thì ông ta cũng có chút kiêng dè đối với thập đại cổ tộc, thế là đành gật đầu nói, cậu nói đi. Là thế này, môn chủ Vương, lần này chúng tôi đến núi Võ Đang, chúng tôi cũng không phải cứ phải đạt được quyền thay đổi giới luyện võ mới được. Đông Phương Minh Nhật nhìn thẳng vào mắt của Vương Trọng Vân. Khẽ cười nói, các ông sử dĩ tổ chức đại hội võ thuật là muốn người đạt giải nhất đại hội võ thuật, khởi động việc thay đổi giới luyện võ, cũng không phải vì có một lời truyền lại sau. Tôi nhớ trước kia từng có người nhắc đến, người đạt giải nhất của đại hội võ thuật phải thuận theo ý trời, mới có thể bắt đầu cuộc cải biến giới luyện võ, trở thành minh chủ của giới luyện võ. Vậy nếu như người đạt giải nhất đó, hôm nay chết rồi thì há chẳng phải chứng minh là vận khí của anh ta không được hay sao? Đông Phương Minh Nhật giọng điệu bình thản nói, cứ như vậy thì ai sẽ là người bắt đầu cải biến giới luyện võ chứ? Cậu đang uy hiếp tôi sao? Vương Trọng Vân nghe đến lời này, lập tức nổi giận nói, tôi cảnh cáo cậu, hôm nay giới luyện võ có rất nhiều võ thần lục địa ở đây, ai cũng đừng mơ giết được Tô Thương. Ha ha, tôi biết, ngồi cùng với ông đây đều là võ thần lục địa. Vừa nói, Đông Phương Minh Nhật vừa nhìn sang năm anh em của nhà họ Đoàn. Rồi nói tiếp, mấy vị đây cũng đều là cao thủ cao cường, có thể sánh ngang với trúc cơ đỉnh phong. Dựa vào 10 người chúng tôi, căn bản không làm nên chuyện gì cả, nhưng chúng tôi là, đến từ thập đại cổ tộc.
Đông Phương Minh Nhật hí mắt lại rồi nói, thực không dám giấu, thập đại cổ tộc chúng tôi vì cái ngày hôm nay mà đã chuẩn bị rất lâu rồi, chỉ đơn giản là cấp bậc trúc cơ đỉnh phong thì cũng đã có đến 30 người rồi. Cái gì? Trúc cơ đỉnh phong, 30 người. Lời này vừa nói ra, nơi đó lập tức xôn xao hẳn lên, tất cả mọi người đều không còn vẻ thong thả nữa mà trở nên vô cùng hoảng sợ. Các võ thần lục địa ngồi ở trên cao kia cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Vậy mà có đến 30 người trúc cơ đỉnh phong, thập đại cổ tộc, lực lượng gây ết ủng bố quá. Vương Trọng Vân nghe vậy, liền trầm mặc xuống, cúi đầu không nói gì, biểu cảm có chút phức tạp. Môn chủ Vương không cần lo lắng. Đông Phương Minh Nhật nhìn thấy vậy, khẽ cười nói, thập đại cổ tộc chúng tôi không muốn làm chuyện lớn lên, cho nên mấy vị trúc cơ đỉnh phong đó không có đi vào núi Võ Đang, chỉ ở bên ngoài chờ lệnh của tôi mà thôi. Trước khi chúng tôi tới đây, trưởng bối ở trong nhà đã dặn dò rồi, không cần thiết phải cứ giành quyền cải biến giới luyện võ, chỉ cần để chúng tôi so tài với thiên tài của giới luyện võ một chút mà thôi. Đông Phương Minh Nhật nói tiếp, đương nhiên, nếu như chúng tôi thắng rồi, thì sẽ thay giới luyện võ bắt đầu cải biến giới luyện võ. Nếu như chúng tôi thua, thì Đông Phương Minh Nhật tôi bảo đảm với các ông, lập tức sẽ rời khỏi núi Võ Đang, tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện cải biến của giới luyện võ nữa. Nhưng nếu như môn chủ Vương không đồng ý so tài thì... Nói đến đây, sắc mặt của Đông Phương Minh Nhật trầm lại, lạnh giọng nói, vậy thì xin lỗi nhé, môn chủ Vương, tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng thì 30 cao thủ trúc cơ đỉnh phong sẽ lập tức xông vào núi Võ Đang. Đến lúc đó, e rằng tất cả những người đang có mặt ở đây có liên thủ lại với nhau cũng không có cách gì ngăn cản được chúng tôi tiến vào đại điện của Thiên Cơ Môn nhỉ. Đồng ý so tài, thì các ông còn có một con đường sống. Nếu như cự tuyệt, ha ha ha. Đông Phương Minh Nhật nói xong thì đứng sang một bên chờ câu trả lời của Vương Trọng Vân. Vương Trọng Vân cũng không tin Tô Thương có đủ năng lực để đối phó được với thanh niên của thập đại cổ tộc, sở dĩ ông ta đáp ứng để Tô Thương thử một lần, cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng bây giờ, không biết tại sao, Vương Trọng Vân lại tràn đầy lòng tin đối với Tô Thương. Có khí phách, Tô Thương, tương lai của giới luyện võ. Giao cho cậu vậy, nhưng cầu mong cho cậu đừng để tôi thất vọng. Vương Trọng Vân nghiêm mặt nói. Ha ha ha. Lúc này, ở phía trên cao kia, Tây Môn Phong Vân cười nhạo nói. Nực cười mà, môn chủ Vương, ông hồ đồ thật rồi sao? Tô Thương còn chưa phải là trúc cơ, chẳng qua chỉ là luyện khí tầng 9 mà thôi. Nhưng những thanh niên cổ tộc đó, đã sớm đặt chân lên trúc cơ, thậm chí còn có trúc cơ hậu kỳ. Tây Môn Phong Vân cười đùa nói, ông trông mong cậu ta sẽ đánh bại 10 tên thanh niên cổ tộc sao? Suy nghĩ hão huyền quá. Đừng nói 10 tên thanh niên cổ tộc, cho dù là bất kỳ người nào trong đó, cũng đều có thể nhẹ nhàng mà đè bẹp được Tô Thương, tuyệt không loại khả năng thứ hai. Tây Môn Phong Vân nói thêm, cho dù Tô Thương trúc cơ thành công, thì kết quả cũng giống như nhau mà thôi. Tây Môn Phong Vân, ông châm chọc gì chứ? Thạch Hạo Hãn thấy vậy. Trầm giọng nói, ý tứ của cổ tộc, ông cũng nghe thấy rồi, nếu như không so tài, thì bọn họ sẽ xông vào núi Võ Đang. 30 tên trúc cơ đỉnh phong, Tây Môn Phong Vân, ông có thể đối phó được mấy tên chứ hả? Thạch Hạo Hãn tức giận nói. Tôi sẽ không ra tay, không phải tôi đã nói rồi sao, hôm nay tôi phụ trách xem kịch mà thôi. Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói. Hừ, xem kịch thì lo mà ngậm miệng lại. Thạch Hạo Hãn giọng điệu lạnh lùng nói. Thạch Hạo Hãn, hệ thống cổ võ đừng mơ sẽ được cải biến nữa đi, nó vĩnh viễn cũng sẽ bị hệ thống tu chân chấn áp, tôi xem ông còn có thể phách lối tới khi nào. Tây Môn Phong Vân vừa cười vừa nói, sau đó thì ông ta cũng ngậm miệng lại, không nói thêm điều gì nữa. Là một người tu chân, cho nên ông ta chính là không hy vọng nhìn thấy giới luyện võ biến đổi nhất. Nếu như giới luyện võ đều cường mạnh rồi, vậy thì mình cực cực khổ khổ từ luyện võ chuyển thành tu chân, chẳng phải là toi công rồi sao? Cho nên, Tây Môn Phong Vân mới lười nhác quản những việc này, dứt khoát khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ cho giới luyện võ và thập đại cổ tộc tranh giành với nhau. Nhưng mà, Tây Môn Phong Vân hiểu rất rõ, giới luyện võ căn bản không có tư cách để tranh giành với thập đại cổ tộc, đúng như ông ta nói, cục diện chỉ có một khả năng mà thôi. Tô thiếu gia. Nhà họ Trương ở thành Phượng Dương tin tưởng cậu, cậu cứ đi đi, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng tôi đều không trách cậu. Lúc này,
Trương Thiên Lôi bên cạnh nói. Tô thiếu gia, cổ tộc đã lên tiếng, cuộc so tài này bắt buộc phải xảy ra, nhưng những thiên tài của giới luyện võ, căn bản không có lực để đánh một trận, cho dù là vương giã có ra tay, thì cũng sẽ thảm bại. Lão tổ tông Đỗ Khôn của nhà họ Đỗ ở Thâm Thành nói, nếu như cậu đã có lòng tin thì 10 trận so tài này đều giao hết cho cậu. Tô Thương, Từ Thiện sư thái của núi Nga Mi, nhìn Tô Thương, nhớ tới cảnh Tô Thương trêu ghẹo học trò cưng của mình, biểu cảm của bà ta có chút phức tạp. Nhưng Từ Thiện sư thái là người lấy đại cục làm trọng, cuối cùng nói, tôi cũng ủng hộ cậu, giới luyện võ có thể chính mình nắm giữ sự biến đổi hay không, đều nhờ cả vào cậu, hy vọng cậu có thể trở thành anh hùng của giới luyện võ chứ không phải là tội nhân. Tô Thương, hôm nay tôi ở đây nói rõ, nếu như cậu đánh bại được bất kỳ tên nào trong 10 tên thanh niên cổ tộc, thì tôi sẽ đem mẹ cậu thả ra, để cho các cậu một nhà đoàn tụ. Thạch Hạo Hãn nhìn Tô Thương, nói tiếp, còn nữa, vùng đất tế trời sẽ bỏ lệnh cấm đối với cậu, cậu ở núi Thái Sơn có thể tự do đi lại. A-di-đà Phật, có cơ hội thì vẫn tốt hơn là không có cơ hội, Tô Thương thí chủ, vất vả cho cậu rồi. Trụ trì Viên Thông lên tiếng nói. Đến lúc này, các vị trụ cột ở trên cao đều nhao nhao lên đồng ý, cho phép Tô Thương thay mặt giới luyện võ nghênh chiến với các thiên tài của thập đại cổ tộc. Nhưng có một vài người, vì đã từng tham gia tiêu diệt núi Côn Luân, cho nên biểu cảm khá là phức tạp. Lúc nãy khi Tô Thương đạt giải quán quân, mấy người này đã mặt xám như cho rồi. Trở thành người đạt giải nhất, chính là sẽ trở thành minh chủ, có thể hô hào cả giới luyện võ. Mà tông phái của mình, trên tay còn nhuốm đẫm máu của người nhà họ Tô, tất nhiên sẽ nhận phải sự báo thù của Tô Thương rồi, thế này phải làm sao mới tốt đây? Chính ngay khi bọn họ đã hết đường xoay sở thì thanh niên của thập đại cổ tộc lại xuất hiện, khiến cho bọn họ như thấy được một con đường sống. Lúc này, tâm tình của bọn họ quả thực rất là phức tạp, một mặt hy vọng Tô Thương có thể đại phát thần uy, đánh bại 10 tên thanh niên cổ tộc kia, khởi động cải biến giới luyện võ, nói không chừng sau cải biến chính mình lại được nâng lên cao một bậc, kéo dài tuổi thọ thêm được mấy chục năm nữa. Nhưng bọn họ cũng lại muốn 10 thanh niên cổ tộc kia đánh bại, thậm chí dế tê chết Tô Thương, có như vậy thì Tô Thương mới không còn là mối uy hiếp của mình nữa. Thật mâu thuẫn mà. Mọi người, tôi, Tô Thương, từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc, mọi người cứ chờ xem đi. Lúc này, Tô Thương mỉm cười, đứng yên tại chỗ, nhìn một lượt đám thanh niên cổ tộc, thản nhiên nói, yêu cầu của mấy người, chúng tôi nhận lời, bây giờ có thể bắt đầu đánh rồi, một mình tôi, đánh 10 người mấy cậu. Ngông cuồng. Hạ Hầu Kiệt nghe vậy, lập tức nổi giận nói, thằng nhóc, mày là cái thá gì chứ, chỉ là tên bỏ đi luyện khí tầng 9 mà thôi, ông đây sớm đã là trúc cơ hậu kỳ, giơ tay lên một cái là giết chết được mày rồi. Còn đánh 10 người, đánh cái đầu mày đó, đồ chó không biết trời cao đất dày là gì. Hạ Hầu Kiệt khinh bỉ nói. Hạ Hầu gia. Đông Phương Minh Nhật lườm anh ta một cái, ra hiệu anh ta đừng có mà nhiều lời. Hạ Hầu Kiệt mặc dù không thoải mái, nhưng mấy tên thiên tài cổ tộc bên cạnh đều đã đến gần anh ta. Hơn nữa, lúc đến võ đang, trưởng bối gia tộc Hạ Hầu đã dặn đi dặn lại, kêu anh ta nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của Đông Phương Minh Nhật. Mặc kệ Hạ Hầu Kiệt không hiểu, thực lực của mình không yếu hơn so với Đông Phương Minh Nhật, đều là trúc cơ hậu kỳ, tại sao mà ngay cả trưởng bối của gia tộc mình cũng bắt mình phải nghe theo lệnh của Đông Phương Minh Nhật chứ? Hạ Hầu Kiệt nghĩ mãi không vẫn không hiểu, nhưng ý của trưởng bối, anh ta cũng chỉ có thể làm theo, cho nên lúc này cũng không dám nói gì nhiều nữa. Tô Thương, Tô thiếu gia. Lúc này, Đông Phương Minh Nhật nhìn thẳng vào mắt Tô Thương, chắp tay lại khách sáo nói, về thông tin của anh, cả một đường đi tôi đều có nghe nói rồi. Tiền bối Tô Vô Kỵ năm đó, đơn độc một mình đánh lui cả thập đại cổ tộc, không ai ngăn cản nổi, không ai chống trả lại được. Thực không dám giấu, thập đại cổ tộc chúng tôi sở dĩ nhiều năm như vậy cũng không xuất thế là vì các lão tổ trong nhà đã thua dưới tay của tiền bối Tô Vô Kỵ, bị ép cho phải chấp nhận yêu cầu của tiền bối Tô Vô Kỵ. Một mình ông ta, uy hiếp cả thập đại cổ tộc, khiến cho cổ tộc tung hoành ngang dọc mấy nghìn năm phải lui ẩn không xuất thế, có thể coi là người duy nhất từ trước tới nay. Đông Phương Minh Nhật từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tô Thương, tán thưởng nói, Tô thiếu gia. Là hậu nhân của tiền bối Tô Vô Kỵ, hôm nay gặp mặt, anh quả nhiên đúng như lời truyền, có khí phách.
lời khen tặng thì không cần nói nữa, không có ý nghĩa gì cả. Tô Thương không nhịn được khoát tay, sau đó nghiêm mặt nói, vốn dĩ, tôi không tìm được lý do gì để ra tay cho giới luyện võ, tôi vốn là một người tu chân, giới luyện võ có biến đổi hay không, cũng không ảnh hưởng lớn gì đến tôi. Nhưng bây giờ, tôi tìm được lý do rồi. Ông cố tôi năm đó có thể dùng sức một mình khiến cho thập đại cổ tộc các người phải bị cấm túc hơn 100 năm, hôm nay, tôi muốn từng người các ngươi toàn bộ phải bị đánh trở về hết. Mặc dù Tô Thương không biết vì sao ông cố và thập đại cổ tộc lại lập ra ước định cấm túc hơn 100 năm. Nhưng anh chắc chắn một điều rằng, ông cố làm như vậy nhất định là có lý do riêng của mình. Hôm nay, Tô Thương sẽ kế thừa nguyện vọng của ông cố, giữ gìn sự thay đổi của giới luyện võ. Cậu Tô, cậu cần gì phải như thế? Đông Phương Minh Nhật hơi híp mắt, nhẹ nhàng cười nói, đúng như lời cậu vừa nói, sự thay đổi của giới luyện võ không liên quan đến cậu, nên cậu không cần phải đi chuyến đi lần này. Huống hồ gì cậu chỉ là luyện khí tầng 9, nếu như ra tay thì cậu không hề có cơ hội để chiến thắng. Cho dù cậu có đột phá trúc cơ thành công đi nữa, thì cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vẫn không thể nào đánh bại được bất kỳ một người nào ở chỗ chúng tôi đâu. Đông Phương Minh Nhật uy hiếp nói, nếu lỡ như phải đánh nhau, cậu lại để xảy ra sơ suất, vậy thì được nhiều hơn mất. Mặc dù năm đó tiền bối Tô Vô Kỵ xử phạt thập đại cổ tộc, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn tôn kính với lão nhân gia ông ấy. Mà cậu lại là con cháu của tiền bối Tô Vô Kỵ, chúng tôi vốn không muốn làm cậu bị thương. Đông Phương Minh Nhật nói thêm, cậu Tô, hy vọng cậu có thể đưa ra quyết định chính xác. Ông cố của tôi bảo các anh không được ra ngoài. Vậy mà bây giờ các anh lại ra ngoài rồi, thế thì tôi phải có trách nhiệm đánh cho các anh quay về. Tô Thương nói với giọng điệu bình thản. Cậu Tô, cậu là một tu chân giả, lại là người giữ gìn sự thay đổi của giới luyện võ, cậu thấy thích hợp sao? Đông Phương Minh Nhật lộ vẻ không vui nói. Anh nói nhảm làm gì? Tô Thương nhìn quanh 10 người cổ tộc trẻ tuổi, không kiên nhẫn nói, các anh xông lên từng người một, hay là cùng nhau xông lên? Ha ha! Rốt cuộc Đông Phương Minh Nhật cũng tức giận, lạnh lùng nói, nếu cậu Tô đã không biết điều, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Nhưng cậu yên tâm, ông cố của cậu chưa rõ sống chết thì cổ tộc chúng tôi sẽ không dám giết cậu, tránh cho ông ấy mạnh mẽ trở về, mang tai họa đến cho cổ tộc. Đông Phương Minh Nhật nói một mạch, nhưng mà nếu như chúng tôi không cẩn thận làm cậu bị thương trong trận so tài này, cho dù Tô Vô Kỵ có thật sự trở về đi nữa, thì ông ấy cũng sẽ không trách tội cổ tộc được. Lời này vừa được nói ra, Hạ Hầu Kiệt bên cạnh thoải mái, khâm phục nhìn Đông Phương Minh Nhật một cái. Khó trách Đông Phương Minh Nhật lại khách sáo với Tô Thương như vậy, thì ra là nể mặt Tô Vô Kỵ. Cũng đúng thôi. Tô Vô Kỵ thật sự quá đáng sợ, phá vỡ quy tắc, liên tục thăng cấp, bây giờ còn chưa rõ sống chết, quả thực không thể làm chuyện gì quá đáng, làm gì cũng phải trừ lại con đường lui để ngày sau còn dễ gặp mặt. Cũng tới bây giờ Hạ Hầu gia mới biết được. Vì sao các bậc trưởng bối lại thông báo rõ ràng rằng người chủ đạo lần này là Đông Phương Minh Nhật? Người này suy nghĩ thấu đáo, gặp chuyện không bối rối, tương đối trầm ổn. Mặc dù đã suy nghĩ thông suốt, nhưng Hạ Hầu Kiệt lại có chút khinh thường. Từ xưa đến nay, giới luyện võ từ đầu đến cuối vẫn không chịu nổi một đòn, cho nên anh ta thật sự không xem trọng người của giới luyện võ. Cậu Tô! Lúc này, Đông Phương Minh Nhật lại cười nhẹ, nói tiếp. Vừa rồi cậu có nói rằng hôm nay cậu sẽ đặt chân lên trúc cơ. 10 người chúng tôi đều ở cảnh giới trúc cơ, để cho công bằng thì, cậu Tô, cậu thăng cấp lên trúc cơ đi. Đông Phương Minh Nhật nói tiếp, còn chuyện một chọi 10 thôi thì bỏ qua đi, như vậy chẳng khác nào ức hiếp một tên trúc cơ sơ kỳ, thập đại cổ tộc chúng ta cũng không có khả năng có người như này được. Chờ cậu trúc cơ thành công, thì tôi sẽ chỉ định một người trong cổ tộc đứng ra so tài với cậu. Đông Phương Minh Nhật nói, không cần phải phiền phức như vậy đâu, tôi đột phá trúc cơ, không sợ làm phiền đến người khác, trong lúc chiến đấu cũng có thể đột phá. Tô Thương cười nói, nhưng mà nếu anh đã nói như vậy, thì tôi cứ thăng cấp lên trúc cơ vậy. Dứt lời, Tô Thương khép hờ hai mắt, ngay sau đó đột ngột vận chuyển cửu u trấn ngục quyết. Vù, thoáng chốc, có một luồng linh khí cây ết ủng bố dao động. Từ trong cơ thể Tô Thương trào ra bao trùm lấy xung quanh. Ngay sau đó, đá năng lượng bên trong vòng tay lưu trữ phát ra tia sáng chói mắt, linh khí dồi dào,
cuồn cuộn không ngừng bị Tô Thương hấp thu. Về phần xung quanh Tô Thương thì được những linh khí này vây quanh, tạo thành một lá chắn bảo hộ kiên cố, giống như không thể nào xâm nhập vào. Không ngờ luyện khí tầng 9 lại có luồng linh khí mạnh mẽ như vậy, cậu ta tu luyện công pháp đẳng cấp gì vậy? Đông Phương Minh Nhật thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đương nhiên là Tô Vô Kỵ để lại cho cậu ta, lá chắn linh khí bảo vệ xung quanh cậu ta có chút kỳ lạ, quả thật rất mạnh. Căn cơ của cậu ta là cái vững chắc nhất mà tôi từng thấy, cậu ta sẽ không dừng lại ở luyện khí tầng 9 hơn 10 năm đâu. Mạnh thật, hèn gì cậu ta bảo có thể đột phá trúc cơ bất cứ lúc nào, thì ra là do cố tình áp chế cảnh giới nhiều năm như vậy. Tôi đoán, có lẽ lần này cậu ta không chỉ thăng cấp lên trúc cơ đơn giản thế thôi đâu, rất có thể sẽ bước chân vào thẳng trúc cơ trung kỳ, hoặc là hậu kỳ đấy. Không việc gì cả. Cho dù cậu ta thật sự vừa thăng cấp đã lập tức đột phá, thì cũng không thể nào chiến thắng được 10 người chúng ta. Chấm chấm chấm. 10 người cổ tộc trẻ tuổi có mặt ở đấy nhìn ra sự tài giỏi của Tô Thương, nhất thời bàn luận sôi nổi. Ánh mắt của Hạ Hầu Kiệt bên cạnh nhìn chằm chằm vào Tô Thương, trong mắt tràn ngập lửa giận. Chỉ cần là người tu chân, khi nhìn thấy Tô Thương vận chuyển cửu u trấn ngục quyết thì đều có thể đoán ra được công pháp này rất mạnh. Cho nên Hạ Hầu Kiệt đã rung động trước cửu u trấn ngục quyết. Hừ, cho dù hôm nay có kết cục như thế nào đi nữa, Tô Thương, tôi nhất định sẽ bắt được cậu, ép cậu phải nói ra công pháp. Và lại, cậu là con cháu của Tô Vô Kỵ, chắc chắn Tô Vô Kỵ sẽ để lại cho cậu con át chủ bài, nói không chừng đó chính là tháp hư không ở trên người cậu. Hạ Hầu Kiệt thầm nghĩ, ha ha ha, Tô Vô Kỵ dạng danh một thời, nghiền ép một cả một thời đại, nhưng thật đáng tiếc làm sao. Con cháu của ông ấy cũng chỉ là một tên rác rưởi, thứ mà ông ấy để lại sẽ thuộc về mình nhanh thôi. Ngay tại thời điểm này, Tô Thương bình tĩnh lại, vô cùng chăm chú tấn công lá chắn cảnh giới trúc cơ. Trước khi tấn công, anh dùng đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ, đưa tay bố trí một cái trận pháp đơn giản, tiêu tốn hết hơn 1.000 viên đá năng lượng. Trận pháp phòng ngự này, bình thường trúc cơ đỉnh phong đều cần vài phút mới có thể công phá được. Mà 10 người cổ tộc trẻ tuổi đang có mặt, người mạnh nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nếu muốn phá hỏng trận pháp phòng ngự, thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Mà khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể giúp cho Tô Thương đột phá trúc cơ thành công, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh lại nắm chắc bản thân đột sẽ phá được trong lúc chiến đấu. Cửu U trấn ngục quyết, chiếm lấy cho tôi. Lúc này, Tô Thương gầm nhẹ. Anh không thiếu cảm ngộ về cảnh giới. Lúc trước chiến đấu với vương giã đã làm cho cảnh giới của anh được lắng đọng. Bây giờ, Tô Thương giống như một cái bình giống, chỉ cần đổ đầy bình là có thể nước chảy thành sông, đặt chân vào cảnh giới trúc cơ. Mà đương nhiên, thứ để lấp đầy bình chính là linh khí. Bởi vậy, linh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào cơ thể của Tô Thương. Vài phút trôi qua, Tô Thương đã dùng hết mấy ngàn viên đá năng lượng. Đá năng lượng trong vòng tay lưu trữ chỉ còn lại có mấy trăm viên. Không nghĩ tới chỉ là trúc cơ thôi mà cũng dùng đến nhiều đá năng lượng như vậy, tiêu tốn hơn phân nữa so với suy đoán lúc trước của mình. Cũng may là đã đi núi ba một chuyến, nếu không sẽ xấu hổ mất rồi. Có điều, dùng càng nhiều đá năng lượng càng chứng tỏ được rằng sau khi trúc cơ thành công thì bản thân sẽ càng mạnh, ha ha. Tô Thương vô cùng hài lòng, anh liếc mắt nhìn vòng tay lưu trữ một cái. Sau đó nói, còn hơn 8 viên, có lẽ đã đủ để thăng cấp trúc cơ rồi. Nghĩ như vậy, Tô Thương tiếp tục hấp thu linh thạch. Rốt cuộc, ở thời điểm anh hút cạn viên đá năng lượng cuối cùng, đã đặt chân vào cảnh giới trúc cơ. Vù! Trong thoáng chốc, xung quanh cơ thể Tô Thương tản ra một luồng khí tức vô cùng lớn mạnh, bao trùm lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Trúc cơ! Cuối cùng cũng trúc cơ rồi. Vừa tiến vào trúc cơ đã tương đương với võ thần lục địa, một bước lên trời, áp đảo tất cả các thiên tài trong giới luyện võ. Giờ khắc này, Tây Môn Long Ngâm, Phật Tử Vô Cơ, Đỗ Phi Dương. Dưới võ đài đông đảo các thiên tài, tất cả đều mang vẻ mặt phức tạp. Thì ra, Tô Thương từ đầu đến cuối vẫn luôn giấu nghề, anh có thể bước vào trúc cơ bất cứ lúc nào, lúc trước chẳng qua chỉ là lấy lệ mà thôi. Thử nghĩ xem. Một khi Tô Thương đạt được cảnh giới trúc cơ, vậy còn cần thiết phải tham gia hội võ Bách Tông nữa sao? Mấy người thiên tài lúc trước khinh thường Tô Thương, từng thể hiện sự khinh bỉ với Tô Thương,
bây giờ trên mặt đều lộ ra hổ thẹn. Trúc cơ sao, tôi cũng phải mau chóng thăng cấp lên trúc cơ mới được, như thế mới có thể phát huy được uy lực lớn hơn của cờ bách độc. Lão độc vật Lâm Uyên nhìn Tô Thương, lẩm bẩm nói. Về phần Quân Vô Ưu bên cạnh thì lại lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, cũng không vì Tô Thương thăng cấp trúc cơ mà có cảm xúc dao động nào quá lớn. Anh ta ngửa cổ uống một ngụm rượu trong hồ lô, giống như chuyện đang xảy ra lúc này không hấp dẫn được sự chú ý của anh ta. Như thế đã kết thúc rồi sao? Vốn 10 thanh niên cổ tộc tưởng rằng sau khi Tô Thương đột phá trúc cơ thành công, sẽ liên tục thăng cấp, thậm chí vào đặt chân vào trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Nhưng ai mà ngờ, cảnh giới của Tô Thương chỉ vỏn vẹn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, cũng không có tiến thêm bước nữa. Bây giờ đã có thể bắt đầu so tài rồi. Sau khi trúc cơ, Tô Thương tràn đầy tự tin, nhìn một lượt 10 người cổ tộc, nhẹ nhàng cười nói, vẫn là câu nói kia, các anh cùng nhau xông lên, hay là từng người một xông lên đây? Kiêu ngạo, ngạo mạn. Hai từ này được Tô Thương diễn giải vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho đông đảo người luyện võ có mặt ở đây kích động không thôi. Ha ha, cậu Tô thật trâu bò, cậu Tô vô địch. Ai dám bước ra chiến đấu, chỉ có con cháu của nhà họ Tô. Cậu Tô cố lên, tương lai của giới luyện võ giao cho anh. Lúc trước không để ý, thì ra cậu Tô lại đẹp trai như vậy, khó trách Lan Diệu Y và Thiên Sơn Tuyết đều yêu thương anh ấy. Ngay cả Triệu Chỉ Nhược được Từ Thiện Sư Thái chọn làm người thừa kế mà bồi dưỡng cũng vô cùng xem trọng cậu Tô. Đúng vậy, nếu nhưng tôi có thể làm người phụ nữ của cậu Tô thì tốt rồi, tôi không có hứng thú với vị trí minh chủ phu nhân, cũng không ham hố gì về vẻ đẹp trai hay về thực lực của anh ấy, mà chỉ đơn giản là thích anh ấy thôi. Cô cũng không xem lại chính bản thân mình xem, trên mặt lại mọc ra một cái miệng lớn như vậy. À không phải, trên miệng cô mọc ra một khuôn mặt mới đúng. Cô cảm thấy cậu Tô có thể để mắt đến cô sao? Vậy thì đã sao, miệng to thì cũng có cái lợi của miệng to, tôi à ừm. Có năng lực rất mạnh, nói không chừng cậu Tô sẽ thích dáng vẻ này đấy. Chấm chấm chấm. Tô Thương thành công đặt chân lên trúc cơ, mỗi một cử chỉ đều tràn đầy khinh thường đối với 10 thanh niên cổ tộc kia, thoáng chốc đã nhận được cảm tình của những người đang có mặt, thậm chí còn khiến cho cả khối em gái mê đắm. Thế nhưng... 10 thanh niên cổ tộc lại nháo nhào trợn mắt nhìn, trong ánh mắt nhìn Tô Thương hiện lên sự phẫn nộ nồng đậm. Nhất là Hạ Hầu Kiệt, nếu như không phải do Đông Phương Minh Nhật áp chế lại, thì anh ta đã sớm xông lên đánh nhau với Tô Thương rồi. Cậu Tô, Đông Phương Minh Nhật trước hết là ổn định tên thanh niên cổ tộc ở phía sau lại, sau đó nhẹ nhàng cười nói, căn cơ của cậu vững vàng như thế, theo suy đoán của tôi, ít nhất cậu có thể thăng cấp liên tục. Đặt chân vào trúc cơ trung kỳ, thế tại sao cậu lại không tiếp tục đột phá vậy? Quả thực, Đông Phương Minh Nhật đoán không sai, Tô Thương thật sự có thể tiếp tục đột phá, nhưng anh lại không làm như vậy. Thứ nhất là Tô Thương không còn linh thạch nữa, vừa rồi lúc thăng cấp trúc cơ vừa khéo đã dùng hết tất cả linh thạch. Mà để đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ít nhất cần đến mấy vạn viên đá năng lượng, Tô Thương đột phá không nổi. Về phần hai viên tinh thạch Thái Sơn lấy từ chỗ anh họ thì Tô Thương không có hấp thu, linh thạch thượng phẩm có thể khôi phục linh khí một cách nhanh chóng, có lẽ sau này sẽ có công dụng lớn hơn. Hơn nữa, bản thân tu luyện lại từ đầu, điều quan trọng nhất chính là khiêm tốn và giữ bình tĩnh. Luyện khí và trúc cơ giống như xây nhà phải làm nền móng vậy, chỉ khi có căn cơ vững chắc, thì thành tựu sau này mới có thể cao hơn được. Anh tên Đông Dương Minh Nhật đúng không? Tô Thương nhìn về phía Đông Phương Minh Nhật, sau đó nói, thái độ của anh cũng không tệ, nói cho anh biết cũng không có vấn đề gì, tôi hết linh thạch rồi. Anh cho rằng tất cả người tu chân đều giống cổ tộc các anh cướp đoạt, vơ vét khắp các ngọn núi xung quanh, tích góp được một lượng lớn linh thạch sao? Tô Thương nở nụ cười, sau đó nói tiếp, Đông Phương Minh Nhật, anh đến từ một trong thập đại cổ tộc, lời nói có sức ảnh hưởng như vậy, chắc hẳn anh rất giàu có đúng không? Không bằng anh tiếp tế tôi một chút linh thạch đi ha. Tôi cũng không cần nhiều lắm đâu, anh cứ cho tôi đại 180.000 là được, tôi không chê ít đâu. 180.000. Đông Phương Minh Nhật cười khổ nói, cậu Tô, cậu nói vậy là đòi hỏi nhiều rồi đấy, linh thạch của cổ tộc không nhiều như cậu tưởng tượng đâu. Chậc, nhỏ mọn, anh nhỏ mọn như thế sau này nhất định khó mà làm được việc lớn. Tô Thương ghét bỏ nhìn Đông Phương Minh Nhật một cái. Sau đó thúc giục nói, đến đây đi,
bắt đầu so tài mau lên, tôi vẫn đang chờ bắt đầu cải cách cổ võ đây. Cậu Tô, cậu chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nếu như chúng tôi cùng nhau xông lên như thế thì bị coi là bắt nạt người khác rồi. Đông Phương Minh Nhật suy nghĩ một chút, sau đó nói, vẫn nên làm theo lời tôi nói lúc nãy, tôi sẽ cử ra một người so tài với cậu. Đông Phương Minh Nhật, để tôi so tài đi. Hạ Hầu Kiệt bước lên phía trước một bước, hung hăng nhìn Tô Thương một cái, chủ động xin đi đánh giặc nói, tên nhóc này quá ngạo mạn, tôi đã sớm không vừa mắt với cậu ra rồi, hôm nay không xé rách miệng cậu ta không được mà. Không được. Anh là trúc cơ hậu kỳ, có sự chênh lệch khá lớn so với cậu Tô, cho dù có thắng cũng không vẻ vang gì đâu. Đông Phương Minh Nhật lắc đầu, sau đó nhìn về phía một thanh niên cổ tộc ở đằng sau, rồi nói, Văn Nhân Giật, cậu là trúc cơ trung kỳ, cậu đến xin cậu Tô chỉ dạy vài chiêu đi nhé. Nhớ kỹ là đừng ra tay quá tàn độc, cũng đừng ra tay giết chết, dạy dỗ cậu ta một trận là được rồi. Được, được thôi. Văn Nhân Giật nghe anh ta nói như vậy, thì lập tức tung người leo lên võ đài cậu ta và Tô Thương đứng nhìn nhau từ xa. Về phần Hạ Hầu Kiệt, mặc dù không hài lòng với cách làm của Đông Phương Minh Nhật, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Cậu Tô, lúc này, Văn Nhân Giật tự giới thiệu bản thân, thản nhiên nói, tôi là Văn Nhân Giật, con trai của ông chủ Văn Nhân, nếu lát nữa có đắc tội ở đâu thì mong cậu Tô sẽ tha thứ. Văn Nhân Giật tương đối lễ phép, đương nhiên khả năng lớn nhất chính là trưởng bối trong nhà đã dặn dò rằng không nên trêu chọc con cháu của Tô Vô Kỵ. Tô Thương gật đầu, nói, nể tình tên nhóc cậu coi như cũng khách sáo, tôi sẽ chừa cho cậu chút mặt mũi, sẽ không đánh cậu trọng thương. Ha ha, cậu Tô, những lời này cũng dành cho cậu vậy. Văn Nhân Giật nhẹ nhàng cười nói, bình thường mà nói, người tu chân trúc cơ sơ kỳ kiên trì không quá 2 phút dưới tay tôi đâu. Vậy sao? Tô Thương cười đùa nói, vậy tôi không giống cậu, cậu ở chỗ tôi, dù 1 giây thôi cũng chịu không nổi. Khoác lác thì ai cũng nói được, cậu Tô, vẫn nên so sánh thiết thực chút chứ. Văn Nhân Giật đang nói, nhưng đúng lúc này, Tô Thương lại đột nhiên ra tay, một con thủy long được ngưng tụ thành bởi linh khí, nó chợt xuất hiện, thoáng chốc đã xông tới đánh vào Văn Nhân Giật. Văn Nhân Giật đáng thương, còn chưa nói xong đã bị Tô Thương đánh ngã xuống võ đài, ngã xuống đất không dậy nổi. Thủy long thuật. Mặc dù Tô Thương có một khoảng thời gian không dùng đến, nhưng không có nghĩa là uy lực không lớn. Nhất là sau khi đặt chân lên trúc cơ, linh khí trong cơ thể Tô Thương tăng lên vô số lần, lại còn sử dụng thủy long thuật, chiến đấu vượt cấp chỉ là chuyện còn con. Mặc dù Tô Thương chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thậm chí chỉ vừa mới đặt chân lên trúc cơ vài phút trước thôi. Nhưng cái mà anh tu luyện chính là công pháp siêu phẩm cửu u trấn ngục quyết, cộng với bản lĩnh tiên đế, cho nên anh hoàn toàn có thể vô địch ở toàn bộ trúc cơ. Đừng nói là trúc cơ trung kỳ Văn Nhân Giật, cho dù có là trúc cơ đỉnh phong thì anh vẫn nắm chắc phần thắng, có điều cần dùng đến một chút mánh khóe mà thôi. Soạt, một màn vừa xảy ra trên võ đài, trong nháy mắt đã làm nóng toàn bộ bầu không khí, cho dù là người luyện võ hay là thanh niên cổ tộc, ai nấy cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mẹ kiếp, thế là thắng rồi ư? Cái gì, vừa nãy tôi chỉ vừa chớp mắt có một cái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có ai nói cho tôi biết một chút không? Cậu Tô mạnh quá đi, vừa mới đột phá trúc cơ thành công là đã có thể đánh bại trúc cơ trung kỳ chỉ với 1 chiêu, chiến đấu vượt cấp, vô địch. Cậu Tô cái gì nữa, đó là minh chủ của giới luyện võ chúng ta, Tô minh chủ. Đúng đúng đúng, Tô Thương đánh bại Vương Giã đạo trưởng, giành được hạng nhất ở hội võ Bách Tông, danh xưng minh chủ này quả thật danh xứng với thực. Tô minh chủ, Tô minh chủ, Tô minh chủ. Chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, không khí bùng nổ, khí thế ầm ầm. Phần lớn quần chúng hóng chuyện đều tán thành thân phận minh chủ của Tô Thương. Văn Nhân Giật bị đánh ngã xuống võ đài, lúc này đã đứng lên. Tô Thương nương tay cho nên cậu ta bị thương cũng không nặng, cũng không có nôn ra máu, chỉ là vẻ mặt của cậu ta có chút khó chịu. Văn Nhân Giật vốn tưởng rằng cảnh giới của mình cao hơn so với Tô Thương, có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng. Cho dù Tô Thương không tầm thường, thì bản thân cậu ta nhiều lắm cũng trả giá đôi chút, suy cho cùng cũng có thể chiến thắng được Tô Thương. Nhưng kết quả là, bản thân lại bị Tô Thương đánh rớt khỏi võ đài chỉ với 1 chiêu, mất mặt quá. Thế nhưng mà,
Văn Nhân Giật cũng hiểu được, thực lực của Tô Thương mạnh hơn cậu ta rất nhiều, làm ầm ĩ không hề có ý nghĩa gì, cho nên đã chắp tay nói cảm ơn cậu Tô đã nương tay. Cậu thua rất được, không tệ không tệ. Tô Thương gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt lên người Đông Phương Minh Nhật, thản nhiên nói, Đông Phương Minh Nhật, kế tiếp sẽ tới lượt ai vậy? Đông Phương Minh Nhật đón nhận ánh mắt Tô Thương, nhíu mày trầm tư. Thông qua việc Tô Thương ra tay lúc nãy, anh ta đã nhận thấy được một điều, đó là linh khí của Tô Thương vô cùng tinh thuần, thậm chí còn vượt qua trúc cơ hậu kỳ như anh ta. Điều này làm cho Đông Phương Minh Nhật vô cùng hoảng sợ, Tô Thương chỉ vừa mới bước vào trúc cơ thôi mà đã có được thực lực lớn mạnh như vậy, hiếm thấy thật. Trận so tài hôm nay liên quan đến quyền chủ đạo thay đổi giới luyện võ, nhất định phải thắng mới được. Cho nên Đông Phương Minh Nhật nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đưa ra quyết định. Anh ta nhẹ nhàng cười nói, cậu Tô, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, cậu nói xem lời này có đúng hay không. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, một lời nói ra như bát cháo hoa đổ xuống đất, lời đã nói ra rồi thì phải giữ lời, không thể lấy lại. Đương nhiên rồi. Vậy vừa rồi, cậu Tô đã nói rằng chúng tôi có thể cùng nhau xông lên, không biết bây giờ vẫn còn tính chứ? Đông Phương Minh Nhật hỏi thẳng, biểu cảm thoáng có chút xấu hổ. Xấu hổ. Bản thân anh ta muốn dẫn thanh niên cổ tộc cùng nhau bao vây tấn công một người tu chân chỉ vừa mới đặt chân vào cảnh giới trúc cơ, thật sự là xấu hổ mà. Nhưng Đông Phương Minh Nhật cũng hết cách rồi, quyền lợi cải cách giới luyện võ nhất định phải nằm trong tay cổ tộc. Mẹ kiếp, hèn hạ vậy. Mấy tên cổ tộc này không biết xấu hổ quá rồi, một mình Tô Minh chủ lần lượt nghênh chiến với từng người bọn họ, cũng đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Vậy mà bọn họ còn muốn cùng nhau xông lên luôn ư, có biết xấu hổ không vậy? Tô Minh chủ, anh đừng đồng ý với anh ta, song quyền khó địch lại bốn tay, đừng để bị lừa. Đúng vậy, Tô Minh chủ, cho dù anh từ chối thì đã làm sao, không mất mặt đâu, người mất mặt chính là bọn họ. Chấm chấm chấm. Mấy thanh niên cổ tộc phía sau Đông Phương Minh Nhật, sắc mặt vào giờ phú này cũng có chút khó coi. Anh Minh Nhật, chúng tôi đến từ thập đại cổ tộc, hạ mình lặn lội đi tới núi Võ Đang, chúng tôi cũng có kiêu ngạo của bản thân mình, như này. Chúng tôi không thể chấp nhận được. Văn Nhân Giật chỉ là trúc cơ trung kỳ, tôi đã nhìn thấy một màn xảy ra vừa nãy rồi, Tô Thương ra tay quá đột ngột, mà Văn Nhân Giật không có phòng bị cho nên mới thua Tô Thương. Anh không cần phải làm chuyện bé xé ra to như vậy, cứ để tôi xông lên chiến đấu với cậu ta một hồi đi chứ. Đông Phương Minh Nhật, giống như anh nói vừa nãy, cùng nhau ra tay, nếu để truyền ra ngoài nói thì dễ nhưng thật khó nghe, làm mất mặt cổ tộc. Mặc dù trưởng bối trong nhà bảo mọi chuyện tôi đều phải nghe theo anh, nhưng lúc này đây, thật ngại quá. Chấm chấm chấm. Ngay lúc này, vài thanh niên cổ tộc mang trong mình nhiệt huyết và kiêu ngạo, không muốn cùng nhau xông lên bao vây tấn công Tô Thương. Ngay lập tức có một thanh niên thân hình cao lớn, linh khí trên nắm đấm bắt đầu khởi động, bay lên trời rồi bỗng nhiên xông về phía Tô Thương. Con cháu nhà họ Tô, tôi đến từ gia tộc Độc Cô, tên là Độc Cô Tín, để tôi đánh với cậu một trận. Vừa dứt lời, thanh niên cao lớn Độc Cô Tín đã tới trước mặt Tô Thương. Anh ta cũng là trúc cơ trung kỳ, trên hai quả đấm tản ra uy thế mạnh mẽ. Ha ha! Bách Thế Luân hồi quyền! Tô Thương đứng tại chỗ nở một nụ cười tự tin, anh lập tức tung ra nắm đấm, nghênh đón Độc Cô Tín. Ngay sau đó, một luồng dư âm chiến đấu khủng bố, hình dạng gợn sóng tản ra xung quanh. Nắm đấm của hai người va chạm với nhau, bắt đầu giằng co. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn trên võ đài. Một giây, hai giây, ba giây. Độc Cô Tín chỉ kiên trì được vỏn vẹn có 3 giây, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cơ thể bị đánh cho bay ngược ra sau. Chẳng bao lâu, Độc Cô Tín nặng nề rơi xuống đất, cơ thể trượt hơn 10 thước trên mặt đất, bụi bặm nổi lên đầy trời. Đợi cho hiện trường dần ổn định trở lại, mọi người lại nhìn sang thì chỉ thấy Độc Cô Tín phun ra một ngụm máu, đang ôm cánh tay bị thương, hơi thở trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà Tô Thương vẫn đang đứng im tại chỗ. Bước chân không nhúc nhích, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Thương lại thắng thêm một lần nữa. Nếu như nói, lần đầu tiên anh đánh bại trúc cơ trung kỳ chỉ trong nháy mắt là chuyện tình cờ,
nhưng còn lần này lại là thật đánh thật, cứng trọi cứng đấy. Chẳng chịu nổi một đòn. Lúc này, Tô Thương khinh thường nói, Đông Phương Minh Nhật, các anh vẫn nên cùng nhau xông lên hết đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Ra tay. Không cần Tô Thương nhắc nhở, Đông Phương Minh Nhật đã dùng ánh mắt trao đổi với mấy thanh niên cổ tộc còn lại. Giờ khắc này, bao gồm cả Đông Phương Minh Nhật, 8 tên thanh niên cổ tộc từ 8 hướng bay lên trời, cùng nhau xông về phía võ đài. Vốn dĩ bọn họ không muốn cùng nhau ra tay là vì cảm thấy có mất thân phận, quá mức mất mặt. Nhưng sau lần thứ hai, khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Tô Thương, sắc mặt của 8 tên thanh niên cổ tộc trở nên nghiêm trọng. Bọn họ cũng biết đến tầm quan trọng của quyền chủ đạo cải cách cổ võ, bởi vậy đã không còn cố kỵ nhiều như vậy nữa, lúc này đã cùng nhau ra tay. Trong mấy người này, có 5 người là trúc cơ trung kỳ, 3 người là trúc cơ hậu kỳ. Đông Phương Minh Nhật, Hạ Hầu Kiệt đều là trúc cơ hậu kỳ. Ngoài ra, còn có một người tu chân của gia tộc Nam Cung, đó là một cô gái ở độ tuổi xuân thanh y lay động, quấn khăn che mặt, cho nên không nhìn rõ tướng mạo. Nhiều người thì đã làm sao vậy, ông đây sẽ đánh bại từng người một, bách thế luân hồi quyền. Tô Thương không chút sợ hãi, anh nâng nắm đấm bay lên trời, bắt đầu một trận chiến lớn với 8 tên thiên kiêu cổ tộc. Bởi vì vừa mới đặt chân lên trúc cơ, Tô Thương muốn làm quen với cảnh giới này một chút cho nên không hề sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, nếu không sẽ là một quyền đánh bại một anh bạn nhỏ. Nhưng cho dù Tô Thương có giữ lại một phần thực lực, thì khi anh đối đầu với 8 người vẫn là ở thế thượng phong, lần lượt có thanh niên cổ tộc bị anh đánh gục. Ngay tại thời điểm này, nơi tăm tối, gần Thiên Cơ Môn, 10 ông lão đang chăm chú nhìn trận chiến trên võ đài. 10 người này đều đến từ thập đại cổ tộc, là cao thủ tiền bối trong cổ tộc. Trong đó, bao gồm cả con trai của Tây Lạc Diệp 300 tuổi, cổ tộc Tây Gia Tây Phương Lượng. Từ lúc trước ông ta đã dẫn đầu vài tên cường giả Tây Gia đến núi Võ Đang, cho nên không hề biết mệnh lệnh sau này của lão tổ Tây Gia. Lúc này, nhìn thấy Tô Thương thể hiện sức mạnh thần kỳ, thì 10 ông lão này đều không bình tĩnh được. Cái tên Tô Thương này, không hổ là hậu nhân Tô Vô Kỵ, vừa bước vào trúc cơ, vậy mà có được sức chiến đấu cây ết ủng bố như vậy. Cao thủ trúc cơ đỉnh phong nhà họ Tây là Tây Phương Sáng. Có chút kiêng kỵ nói ra, tương lai kẻ này chắc chắn thành người tài, có lẽ sẽ là Tô Vô Kỵ thứ hai mất. Theo tình hình bây giờ mà nói, thanh niên thập đại cổ tộc chúng ta, chắc chắn sẽ thua không phải nghi ngờ gì nữa. Lão già bên cạnh mặc trang phục nước hoa, nhìn chằm chằm Tô Thương từ xa, giọng điệu lạnh lùng nói, có điều, hôm nay bất luận thế nào đi nữa, quyền biến đổi giới luyện võ, nhất định phải do thập đại cổ tộc chúng ta khống chế, Tô Thương cũng phải chết. Đúng vậy, cái tên hậu nhân nhà họ Tô này, thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối không thể để cậu ta tùy ý trưởng thành tiếp được. Một lão già cao lớn khác, trầm giọng nói, thập đại cổ tộc chúng ta, đã bị Tô Vô Kỵ cấm túc hơn 100 năm rồi, bây giờ vất vả lắm mới có được tự do, tôi cũng không muốn trơ mắt nhìn Tô Vô Kỵ thứ hai vô địch thiên hạ. Lão già cao lớn đến từ gia tộc Hạ Hầu, tên là Hạ Hầu Ấn, cũng là trúc cơ đỉnh phong, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương đầy sát ý. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Mấy lão già xung quanh, liên tiếp mở miệng đồng ý. Có điều. Tây Phương Sáng lại lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn vào lão già mặc trang phục nước hoa, mở miệng nói, Đông Phương Diệu, những chuyện Tô Thương làm gần đây, tôi ít nhiều cũng đã biết được. Cậu ta giết con riêng Trương Trường Sinh của ông, cướp đi kiếm thương khung mà ông đưa cho Trương Trường Sinh, ông muốn giết cậu ta, cũng không trách được. Tây Phương Sáng kiêng kỵ nói, nhưng mà, trước mắt chưa biết sống chết của Tô Vô Kỵ thế nào, chúng ta bây giờ có thể giết Tô Thương, nhưng lỡ không may Tô Vô Kỵ sống sót trở về, đối với thập đại cổ tộc chúng ta mà nói, đây chính là tai họa ngập đầu đó. Tây Phương Sáng, ông nói bậy gì đó, con riêng nào của tôi, ông đừng ngậm máu phun người nha. Lão già mặc trang phục nước hoa đó chính là Đông Phương Diệu, lúc này tức giận nói ra, tranh thủ rũ bỏ quan hệ với Trương Trường Sinh. Ông thôi đi, trước mắt mấy lão già đây, ông giả vờ cái gì chứ, ai mà không biết chuyện hư hỏng này của ông hả? Tây Phương Sáng oán giận nói, không thèm giữ lại chút mặt mũi nào cho Đông Phương Diệu. Tôi giả vờ cái gì, lão phu cả đời thanh bạch, sao có thể có con riêng được chứ? Đông Phương Diệu cắn răng nói. Ha ha, thế kiếm thương khung thì giải thích thế nào?
Tây Phương Sáng chê cười nói, theo tôi được biết, kiếm thương khung là bảo vật của gia tộc Đông Phương các ông, từ trước đến nay chỉ truyền lại cho thiên tài siêu việt trong gia tộc mà thôi, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong tay một người luyện võ có tư chất bình thường như thế chứ? Đông Phương Diệu, ông giải thích thế nào? Sẽ không phải ông định nói, kiếm thương khung là kiếm mà Trương Trường Sinh tự mình nhặt được chứ? Tây Phương Sáng nở nụ cười trên mặt mà nói. Hừm, ông nói đúng rồi. Đông Phương Diệu chết cũng không thừa nhận, nói kiếm thương khung của gia tộc Đông Phương chúng tôi đã sớm bị mất rồi, đúng là bị Trương Trường Sinh nhặt được. Con mẹ nó, da mặt ông thật dày nha, đánh chết cũng không thừa nhận hả? Tây Phương Sáng sớm đã hết cách, cuối cùng thở dài một hơi nói ai ya, thôi được rồi, tôi biết tình cảnh của ông, vợ ông là đại tiểu thư nhà Nam Cung, địa vị tôn quý, ông sợ đối phương biết ông có con riêng, ảnh hưởng đến giao tình của hai gia tộc các ông. Tôi hiểu, Đông Phương Diệu, là tôi trách oan ông rồi, ông không có con riêng. Tây Phương Sáng không chút kiêng kỵ nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua lão già ăn mặc lôi thôi đang ở gần đó, nhấn mạnh một lần, tiền bối Nam Cung, cái tên Trương Trường Sinh kia, không phải là con riêng của Đông Phương Diệu đâu nha. Tây Phương Sáng. Đông Phương Diệu bị chọc tức, đến mức nhìn chằm chằm vào Tây Phương Sáng, hai mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể xé nát Tây Phương Sáng ra. Được rồi, đừng ồn nữa, tất cả yên lặng hết đi. Lúc này, lão già ăn mặc nhếch nhác đó đột nhiên mở miệng. Lão già nhếch nhác đó, tên là Nam Cung Giận, đến từ gia tộc Nam Cung, vai vế so với tất cả mọi người có mặt ở đây đều cao hơn. Ông ta còn có một thân phận nữa, chính là lão gia chủ của gia tộc Nam Cung, cùng thế hệ với Tây Lạc Diệp nhà họ Tây. Mặc dù Nam Cung Giận cũng là trúc cơ đỉnh phong, nhưng giữa trúc cơ đỉnh phong với nhau, lại chênh lệch cực kỳ lớn. Như vậy có thể nói, hiện trường ngoài 10 người đó ra, còn có 30 trúc cơ đỉnh phong, ẩn núp trong bóng tối. Có điều, 10 người này, đều có thể đánh những trúc cơ đỉnh phong khác. Nếu như 3 người Tây Phương Sáng cùng với Đông Phương Diệu và Hạ Hầu Ấn cùng liên thủ lại, thậm chí có thể diệt toàn bộ 30 tên trúc cơ đỉnh phong. Mà một mình Nam Cung Giận, thật sự nổi dậy, có thể xóa sổ hết những trúc cơ đỉnh phong này. Trong đó bao gồm cả 9 người Tây Phương Sáng, Đông Phương Diệu. Nam Cung Giận, rõ ràng rất cường đại. Lần này đến núi Võ Đang, người lãnh đạo của những tiểu bối bên trong là Đông Phương Minh Nhật, mà cao thủ đời trước dẫn dắt chính là Nam Cung Giận. Vì thế, Nam Cung Giận mở miệng nói, hiện trường lập tức yên lặng ngay, Tây Phương Sáng cùng với Đông Phương Diệu cũng không dám nhiều lời. Đông Phương Diệu, ánh mắt Nam Cung Giận nhìn lên người Đông Phương Diệu. Thản nhiên nói, chuyện nhà của ông và Tuyết Nhi, tôi vốn không nên hỏi đến, nhưng chuyện con riêng này, dù lớn dù nhỏ thì có mấy lời tôi nhất định phải nhắc nhở ông. Ông là ông chủ gia tộc Đông Phương, trên thân gánh trách nhiệm trọng đại, vừa rồi Tây Phương Sáng nói, cái tên Trương Trường Sinh kia đã chết, chuyện trước kia thì để nó qua đi, sau này đối xử với Tuyết Nhi, đừng phụ con bé. Nam Cung Giận nhắc nhở, vị trí của Tuyết Nhi tại nhà Nam Cung chúng tôi. Quan trọng hơn so với ông nghĩ rất nhiều, nếu ông tiếp tục làm chuyện có lỗi với con bé, thì gia tộc Nam Cung chúng tôi, dù có phải dốc hết sức lực cũng sẽ khiến ông trả giá đắt. Nam Cung tiền bối, tôi hiểu rồi, Đông Phương Diệu gật gật đầu, cam kết, sau này tôi sẽ không thế nữa. Ha ha, sau này không thế nữa. Một đám người cảm xúc kích động, ánh mắt như lửa rực, hưng phấn nhìn Tô Thương. Toàn thắng. Chuyện này quá phấn chấn lòng người mà. Mấy trụ cột ngồi phía trên cao, hai mặt nhìn nhau, không ai ngờ được, Tô Thương thế mà lại thắng. Thú vị lắm. Tây Môn Phong Vân ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt nở nụ cười nhìn Tô Thương, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, Tô thiếu gia, tốt tốt tốt, làm tốt lắm. Trương Thiên Lôi tính cách ngay thẳng, trực tiếp đứng lên, vỗ tay khen hay. Anh Trương, bây giờ gọi Tô thiếu gia có chút không thích hợp đó nha. Vương Trọng Vân bên cạnh khẽ cười nói, Tô Thương lấy được vị trí số 1 ở Đại hội Võ Thuật Trăm Tông Phái, đã là minh chủ giới luyện võ rồi. Ha ha, đúng đúng đúng, sao tôi lại quên mất chuyện này được chứ, Tô Minh Chủ, là Tô Minh Chủ. Trương Thiên Lôi một tay vỗ vào trống lớn gia thú, cười nói, Tô Thương làm minh chủ, nhà họ Trương của thành Phượng Dương giơ hai tay đồng ý. Ông chủ Tây Môn, Vương Trọng Vân nhìn về phía Tây Môn Phong Vân, cười nói, anh Phong Vân, đối với chuyện Tô Thương làm minh chủ này,
anh có đồng ý không? Đây là chuyện mà hơn 100 năm trước vị kia đã quyết định, tôi không đồng ý có tác dụng gì không? Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, vị trí minh chủ, cho cậu ta cũng được, chỉ là hư danh mà thôi. Lời này có ý tứ rất rõ ràng, Tô Thương có thể làm minh chủ, nhưng mọi người không nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Tô Thương. Vương Trọng Vân tất nhiên nghe ra được ý này, có điều, ông ấy biết, quan hệ của Tô Thương và gia tộc Tây Môn, nên không nói gì thêm. Tô thiếu gia, chúng tôi thua. Đúng lúc này, bọn người Đông Phương Minh Nhật đứng lên, trong đó Đông Phương Minh Nhật chắp tay nói, có chơi có chịu, chúng tôi cứ vậy rời đi, không ngăn cản giới luyện võ biến đổi nữa. Ha ha, được lắm, không uổng công tôi hạ thủ lưu tình. Tô Thương nghe vậy, hài lòng gật đầu. Còn hạ thủ lưu tình sao? Đông Phương Minh Nhật có chút xấu hổ, nhịn không được mà hỏi, Tô thiếu gia, có thể nói cho tôi biết, vừa rồi anh có xuất ra toàn lực hay không? Cho tôi chút đá năng lượng, tôi sẽ nói cho anh biết. Tô Thương nghe vậy, thoải mái cười nói. Đông Phương Minh Nhật do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, khẽ cắn môi nói, được. Hả? Tô Thương không ngờ, Đông Phương Minh Nhật lại dễ dàng đáp ứng như vậy, nhất thời chờ mong. Ánh mắt nhìn vào Đông Phương Minh Nhật. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo, lại làm cho anh sững sờ có chút lờ mờ. Chỉ thấy Đông Phương Minh Nhật từ trong vòng tay lưu trữ, túi lớn túi nhỏ, liên tiếp lấy ra một đống. Đồ ăn vặt, mì tôm sống, kẹo sô-cô-la sữa, bánh gạo, bánh Oreo, bánh kẹo cay, bánh quy. Thậm chí, sau cùng còn có hai gói bún ốc nữa. Ặc, Đông Phương Minh Nhật, ý anh là gì chứ? Tô Thương nghi ngờ nói. Tô thiếu gia, không phải anh muốn đồ ăn vặt hả, những thứ này là tôi lấy từ hòm linh thực, nhất là món bún ốc, là thứ tôi thích nhất đó, bây giờ đều cho anh hết đó. Đông Phương Minh Nhật nở nụ cười nhìn vào Tô Thương, nói tiếp, bây giờ có thể nói cho tôi biết, anh có sử dụng toàn lực hay không chưa? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương khó chịu nói ra, con mẹ nó, thứ tôi muốn không phải đồ ăn vặt. Anh đang chơi chữ với tôi đó hả? Ý Tô Thương muốn đá năng lượng, đọc là lính xí, linh xí, còn Đông Phương Minh Nhật lại cố ý hiểu thành linh xí phiên âm cũng là lính xí, nhưng ý nghĩa lại là đồ ăn vặt. Tôi mặc kệ, dù sao đồ ăn vặt tôi cũng cho anh rồi, Tô thiếu gia, quân tử nói được làm được, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện phải giữ lời chứ. Đông Phương Minh Nhật bắt đầu chơi xấu. Chuyện này, khuôn mặt Tô Thương xám xịt lại. Thu đồ ăn vào trong vòng tay lưu trữ, dù sao thì lời đã nói ra, anh sẽ không rút lại, liền dùng linh hồn truyền âm, nói cho Đông Phương Minh Nhật biết. Đông Phương Minh Nhật nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhanh chóng nhìn về phía Tô Thương. Cuối cùng, anh ta không nói gì, liền mang theo 9 thanh niên cổ võ, rời khỏi hiện trường. Trong đó, trước khi Hạ Hầu Kiệt rời đi, sắc mặt âm trầm liếc nhìn Tô Thương. Rõ ràng là không cam tâm. Nhưng ý của Đông Phương Minh Nhật, anh ta lại không thể chống lại, hơn nữa anh ta cũng hiểu, mình không phải đối thủ của Tô Thương, thế là đành rời bước đi. Có điều Hạ Hầu Kiệt hạ quyết tâm, chờ đến khi gặp trưởng bối trong nhà, nhất định phải mời trưởng bối ra tay, bắt lấy Tô Thương, ép hỏi ra công pháp tu luyện. Cứ như vậy, 10 thanh niên cổ tộc, vội đến vội đi. Tô Minh Chủ! Tô Minh Chủ! Tô Minh Chủ! Sau khi đưa mắt nhìn mấy thanh niên cổ tộc rời đi, hiện trường như núi kêu biển gầm, tinh thần mọi người như sôi sục. Tô Thương lộ ra một nụ cười, không để ý đến trọng tài hiện trường, trực tiếp nhìn về phía Vương Trọng Vân, dò hỏi, Vương Môn Chủ, bây giờ có thể đưa tôi đến Đại Điện Thiên Cơ Môn, mở ra biến đổi của giới luyện võ rồi chứ? Ha ha, được. Vương Trọng Vân gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn vào mấy người xung quanh, cười nói, các vị, chúng ta đi thôi. Cùng xem giới luyện võ biến đổi. Thạch Hạo Hãn, Trương Thiên Lôi, Thiên Sơn Tuyết, Đỗ Khôn, Từ Thiên Sư Thái, Viên Thông Trụ Trì, Từ Ngọc Phong. Đông đảo trụ cột, tất nhiên không có ý kiến. Có điều, Tây Môn Phong Vân lại nói, tôi không qua đó, tôi là người tu chân, quan hệ giữa tôi với Tô Thương thì mọi người cũng biết, nên không muốn khiến mọi người ngột ngạt thêm. Sau khi nói một câu, Tây Môn Phong Vân liền nhún người rời khỏi hiện trường. Không lưu luyến chút nào. Tô Thương nhìn theo bóng lưng Tây Môn Phong Vân, cũng không ngăn cản, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, rất nhanh thôi anh sẽ đi đến Côn Luân một chuyến,
đến lúc đó sẽ thanh toán hết toàn bộ ân oán trong quá khứ. Sau đó, Vương Trọng Vân cùng đông đảo trụ cột, liền theo Tô Thương đi đến đại điện Thiên Cơ Môn. Ali, cô đừng đi theo, tôi nhận ra được một đám lão già bên ngoài, cũng chưa rời đi, chắc là người của thập đại cổ tộc, cô ở bên ngoài trông coi, không cần lo lắng cho tôi, bây giờ tôi đã đặt chân đến trúc cơ rồi, đối mặt với trúc cơ đỉnh phong cũng có khả năng tự vệ. Trước khi tiến vào đại điện, Tô Thương âm thầm truyền tin cho Ali, sau đó mới yên tâm đi vào đại điện. Cùng với cánh cửa đóng lại của đại điện, tất cả mọi người trong giới luyện võ đều thấp thỏm, tràn đầy mong chờ đối với việc biến đổi của giới luyện võ. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, 10 người Đông Phương Minh Nhật cũng không tập hợp lại một chỗ với bọn người Nam Cung Giật, mà là đi bên ngoài võ đang cổ trấn. 10 thanh niên cổ tộc, rời đi mỗi người một nơi, giờ phút này chỉ có cô gái che mặt nhà Nam Cung kia, hầu bên cạnh Đông Phương Minh Nhật. Chỉ thấy một cô gái không chút e ngại, đi lên khoác cánh tay của Đông Phương Minh Nhật, vừa cười vừa nói, Minh Nhật, cái tên Tô Thương kia, truyền âm nói gì vậy? Chị gái Nam Cung Ấu Vi này, xin chị tự trọng nha, nam nữ thụ thụ bất thân. Đông Phương Minh Nhật giãy giụa định hất cánh tay đối phương ra. Nam Cung Ấu Vi trợn liếc nhìn Đông Phương Minh Nhật một chút, bĩu môi nói, Đông Phương Minh Nhật, không có ai ở đây mà còn giả vờ cái gì hả, cậu nhanh cất ngọc bội ngụy trang đi. Hi hi. Đông Phương Minh Nhật nghe nói như thế, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười xinh xắn, ngay sau đó ánh sáng chiếu rọi, trên cơ thể lại xuất hiện những đặc điểm của con gái. Con gái? Không sai. Một trong thập đại cổ tộc, Đông Phương Minh Nhật của gia tộc Đông Phương, vậy mà không phải là con trai mà lại là một người con gái. Cô ta giống với truyền nhân của Dược Vương Điện Tô Nhất Hiên, đều đeo một cái ngọc bội, chỉ cần khởi động thì có thể thay đổi được giới tính, biến mình thành con trai, trừ phi là người có thực lực rất mạnh nếu không thì không ai phát hiện ra được. Cho dù là mấy lão quái vật của cổ tộc, cũng không thể nhìn ra được thân phận của cô ta. Nhưng mà, Nam Cung Âu Vi là bạn thân của Đông Phương Minh Nhật, cho nên cô ta biết được thân phận thật sự của Đông Phương Minh Nhật. Âu Vi, cậu đừng có mà ôm ôm ấp ấp với tớ, dù sao mọi người đều nghĩ tớ là con trai, cậu lại thường xuyên ôm vai bá cổ tớ như vậy, bên ngoài sẽ đàm tiếu cho mà xem. Đông Phương Minh Nhật sau khi hồi phục lại cơ thể con gái thì dí dỏm nói, tớ thì không sao cả nhưng lại không tốt đối với thanh danh của cậu, sẽ có người nói xấu cậu cho mà xem. Xì, tớ cũng không quan tâm. Nam Cung Ấu Vi bĩu môi, rồi nói, cùng lắm thì tớ gả cho cậu, như vậy thì cũng không ai nói xấu gì được nữa, mà thanh danh của tớ cũng được bảo vệ rồi. Phì, Đông Phương Minh Nhật không nhịn được mà bật cười, kỳ thị nói, Ấu Vi, cậu không phải ngốc đó chứ, tớ là con gái đó, tớ cũng phải đi lấy chồng thì làm sao có thể lấy cậu được hả? Lấy chồng, Nam Cung Ấu Vi nhìn Đông Phương Minh Nhật, khẽ cười nói, cậu đừng nằm mơ nữa đi, tình hình nhà cậu, tớ còn không hiểu rõ sao. Dòng dõi ông nội nhà cậu, truyền đến đời cậu, chỉ có cậu là hậu nhân thôi. Mà ông nội cả, ông nội hai của cậu, hai cái nhánh này đều đang nhìn chòng chọc vào nhà cậu, để giành lấy quyền nắm giữ gia tộc Đông Phương. Nam Cung Ấu Vi cười đùa nói, ông nội cậu năm đó vì muốn bảo vệ địa vị của nhánh này cho nhà cậu, mới dùng ngọc bội âm dương biến cậu thành con trai. Sau này lớn lên rồi thì sẽ kế thừa vị trí ông chủ của Đông Phương. Dưới tình hình như vậy, ông nội cậu làm sao có thể để cậu đi lấy chồng chứ? Bây giờ cậu cũng lớn rồi, không còn nhỏ nữa. Nếu như không có gì xảy ra thì có lẽ nhà cậu cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho cậu thôi. Nam Cung Ấu Vi nói tiếp, cậu mà lấy tớ thì tốt biết bao, dù sao tớ cũng đã biết giới tính thật của cậu, sẽ giữ bí mật cho cậu được. Ấu Vi, cả ngày cậu nghĩ cái gì đâu không? Tớ mới không thèm cưới con gái đó. Đông Phương Minh Nhật rõ ràng là rất kỳ thị, sau đó lại tò mò hỏi, đúng rồi, lẽ nào cậu không có khát vọng tình yêu à, gặp gỡ lãng mạn với Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình tốt biết bao, sao cứ phải muốn gả cho một người con gái như tớ chứ? Mặc dù bây giờ có rất nhiều trò, cũng thịnh hành nhiều đồ chơi chạy bằng điện nhưng dù sao cũng đều là đồ giả, khác phái mới là chân ái. Đông Phương Minh Nhật nở một nụ cười xấu xa nói. Minh Nhật, cậu muốn chết hả, cái gì mà đồ chơi chạy bằng điện chứ, mấy lời này mà cậu cũng nói ra được hả? Nam Cung Ấu Vi trợ mắt nhìn Đông Phương Minh Nhật, sau đó nói, tớ mới không thèm gả cho mấy tên con trai xấu xa đó,
đàn ông không phải là thứ tốt đẹp gì cả, Nam Cung Ấu Vi tớ, cho dù cả đời cô đơn cũng không gả cho bất kỳ người đàn ông nào. Phi, Đông Phương Minh Nhật nghe vậy, lần nữa không nhịn được mà bật cười, tiếp đó nói, Ấu Vi à, đừng nói chắc chắn như vậy, cậu còn chưa nếm trải qua điều tuyệt diệu của đàn ông, cho nên mới nói vậy thôi. Ý gì chứ, Minh Nhật, cậu không phải là đã nếm qua rồi đó chứ? Nam Cung Ấu Vi lập tức trợn to mắt lên nói. Cậu nói bậy gì vậy hả, tớ không có. Khuôn mặt ngọc của Đông Phương Minh Nhật ửng đỏ lên, kiên định nói. Không có thì không có, cậu đỏ mặt cái, a à ha ha, tớ hiểu rồi. Nam Cung Ấu Vi bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, sau đó mỉm cười nói, Minh Nhật, cậu không phải là sau khi biến thành con trai thì tự sợ cái đó của mình chứ? Khụ khụ. A, à, Ấu Vi, cậu đừng nói bậy, tớ không có. Khuôn mặt của Đông Phương Minh Nhật lại càng đỏ hơn nữa, vội vàng giơ tay lên bịt miệng của Nam Cung Ấu Vi, không để cô ta nói tiếp. Hi hi, tớ không nói nữa là được rồi chứ gì. Nam Cung Ấu Vi gỡ tay của Đông Phương Minh Nhật ra, sau đó thì thầm nói, Minh Nhật, khi nào có thời gian, cậu có thể biến thành con trai, để tớ trải nghiệm. Không được, cậu nằm mơ đi. Đông Phương Minh Nhật trực tiếp cự tuyệt, nghĩa chính ngôn từ nói, Nam Cung Ấu Vi, cậu dẹp bỏ ý nghĩ đó đi nha, tớ là con gái đó. Được rồi. Nam Cung Ấu Vi bĩu môi, thoáng chút thất vọng, sau đó lại nhớ đến Tô Thương, bèn nói, đúng rồi Minh Nhật, tên hậu nhân nhà họ Tô kia, yêu nghiệt như vậy, vừa đặt chân lên trúc cơ, thì đã có thể đánh bại được chúng ta, cậu tại sao lại không lệnh cho cao thủ trúc cơ đỉnh phong núp trong bóng tối nhảy ra giết chết anh ta, diệt cỏ tận gốc chứ? Chuyện này à? Đông Phương Minh Nhật nghe đến lời này, liền nở một nụ cười, giải thích nói, những chuyện gần đây của Tô Thương, sớm đã truyền đến thập đại cổ tộc rồi. Anh ta giết chết tên Trương Trường Sinh của Thiết Quyền Tông kia, mà Trương Trường Sinh chính là con riêng của ông nội cả của tớ Đông Phương Diệu. Đông Phương Minh Nhật nói tiếp, trong nhà ông nội cả của tớ, khắp nơi đều đối nghịch với tớ, Tô Thương giết chết Trương Trường Sinh, trong lòng tớ cũng có vài phần cảm kích anh ta. Lại thêm, trước cuộc so tài đã nói rõ rồi, nếu như chúng ta thua thì phải rời khỏi núi Võ Đang, tớ cũng không thể nuốt lời được. Đông Phương Minh Nhật khẽ nhếch miệng lên, nói tiếp, đương nhiên, quan trọng nhất là trước khi đến núi Võ Đang, có người đã gọi điện cho tớ, cầu xin thay cho Tô Thương rồi. Ồ, ai vậy? Nam Cung Ấu Vi nghi hoặc hỏi. Em họ của tớ, Tôn Nghệ Hiên. Đông Phương Minh Nhật thành thực nói. Chính là truyền nhân của Dược Vương Điện sao? Ừm. Đông Phương Minh Nhật gật đầu nói, hoàn cảnh của em họ tớ cũng rất giống tớ, thậm chí miếng ngọc bội âm dương tớ đang đeo cũng là lấy từ nhà họ Tôn. Cô ấy cũng là vì vấn đề truyền thừa mới phải bắt buộc đổi thành thân phận con trai, hai người chúng tớ, đồng bệnh tương liên mà. Đông Phương Minh Nhật thở dài một hơi, rồi nói tiếp, trước khi tới, chúng tớ đang nói chuyện điện thoại, tớ có nói với cô ấy chuyện tớ phải đến núi Võ Đang. Cô ấy liền nhờ tớ trong khả năng cho phép thì hãy giúp Tô Thương một tay, tớ đã nhận lời giúp cô ấy. Tôn Nghệ Hiên sao lại quen biết Tô Thương chứ? Nam Cung Ấu Vi nghi hoặc nói. Tô Thương ngoại trừ là hậu nhân của nhà họ Tô gia thì vẫn còn một thân phận khác, đó chính là điện chủ Dược Phương Điện. Đông Phương Minh Nhật nói, mà Dược Phương Điện, chính là do nhà họ Tôn lập ra, chỉ là sau này bởi vì một vài nguyên nhân, nên Y Thánh Trương Trọng Ngu cũng gia nhập vào Dược Phương Điện. Từ đó về sau, ngôi vị điện chủ đều do cả hai nắm giữ. Tóm lại, chuyện trong đó khá phức tạp, một hai câu không thể nói rõ được, nhưng thực lực nhà họ Tôn Dược Vương không yếu hơn so với thập đại cổ tộc chúng ta đâu. Đông Phương Minh Nhật khẽ cười nói, người em họ này của tớ, trời sinh không được thông minh cho lắm, không có cách gì tu chân được, chỉ có thể luyện võ, thiên phú cũng bình thường, nhưng nó đối với y đạo thì lại vô cùng tinh thông, và vô cùng si mê. Thời gian trước, Dược Phương Điện tổ chức đại hội y thuật, cô ấy cũng có tham gia, kết quả lại thua dưới tay Tô Thương, ắt hẳn từ đó mà quen biết với Tô Thương. Đông Phương Minh Nhật lại nói tiếp, người em họ này của tớ một lòng muốn bảo vệ Dược Dương Điện, mà Tô Thương đã trở thành điện chủ Dược Dương Điện rồi cho nên cô ấy mới cầu xin thay cho Tô Thương, theo lẽ thường thì tớ đương nhiên sẽ giúp cho cô ấy rồi. Thì ra là vậy. Nam Cung Ấu Vi gật đầu, sau đó nói. Vậy chuyện giới luyện võ cải biến thì phải làm sao, lẽ nào thật sự để cho Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ? Chuyện này à?
Đông Phương Minh Nhật dừng lại một lúc, rồi cười nói, chuyện này không phải là chuyện chúng ta cần suy nghĩ. Cậu tưởng trưởng bối của chúng ta sẽ yên tâm để chúng ta mang người đến núi Võ Đang sao? Ý gì chứ? Lẽ nào cao thủ của các trưởng bối cổ tộc cũng đã tới rồi sao? Nam Cung Ấu Vi kinh ngạc nói, rõ ràng cô ta không biết chuyện này. Ừm. Đông Phương Minh Nhật gật đầu nói, đến rồi, có lẽ giờ này đang ở núi Võ Đang, đám người Hạ Hầu Kiệt, Văn Nhân Giật, Độc Cô Tín có lẽ đã bị các trưởng bối dùng linh hồn truyền âm gọi trở về rồi, bọn họ giờ này có lẽ đã tụ họp lại ở chỗ các trưởng bối, ắt hẳn là muốn ngăn cản Tô Thương khởi động cải biến giới luyện võ. Không đúng, nếu mà như vậy thì nhà Nam Cung của chúng tớ chắc chắn cũng sẽ có trưởng bối tới, tại sao tớ không nhận được linh hồn truyền âm chứ? Nam Cung Ấu Vi không hiểu được hỏi. Người của gia tộc Đông Phương chúng tớ lần này tới nếu không có gì xảy ra thì chính là ông nội cả của tớ, Đông Phương Diệu. Đông Phương Minh Nhật suy đoán nói, ông ta ngứa mắt tớ lâu rồi, đương nhiên sẽ không truyền âm cho tớ rồi. Về phần cậu, ắt hẳn người đến chính là lão tổ tông Nam Cung Giận của cậu, ông ta là một người bảo thủ, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, ông ta cảm thấy mấy chuyện lớn không nên để con gái tham gia vào. Cho nên mới không báo cho cậu. Đông Phương Minh Nhật nói. Quả thực, lão tổ tông nhà tớ chính là người theo chủ nghĩa đàn ông, không đúng, phải là chủ nghĩa của mấy ông già mới đúng. Nam Cung Ấu Vi có chút tức giận, sau đó lại nghi ngờ nói, Minh Nhật, nếu như đã không có ai thông báo, vậy thì sao cậu lại biết được vậy? Đoán, Đông Phương Minh Nhật thành thực nói. Minh Nhật, cậu thật là thông minh, ở cùng với cậu, cảm giác rất an toàn. Cậu lấy tớ đi mà. Nam Cung Ấu Vi đột nhiên sùng bái nói. Cút đi, tớ thích con trai, cả đời Đông Phương Minh Nhật tớ không có ước mong gì, chỉ mong ông trời có thể ban cho tớ một ý trung nhân cao to, khỏe mạnh là được. Đông Phương Minh Nhật nghiêm túc khẩn cầu, sau đó lại khởi động miếng ngọc bội, cơ thể con gái ban đầu dần dần biến mất. Cô ấy, lại biến thành một người con trai. Tiếp theo đó. Chàng thiếu gia nho nhã Đông Phương Minh Nhật liền cùng với Nam Cung Ấu Vi rời xa núi Võ Đang. Mặc dù cô ấy đoán được núi Võ Đang sau đó sẽ không còn yên bình nữa, nhưng cô ấy cũng không muốn dậu đổ bìm leo, cùng tiếp tay làm việc xấu. Chấm chấm chấm. Giờ này phút này. Ở núi Võ Đang, 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong đang ẩn mình trong bóng tối đợi nghe mệnh lệnh. Một đám hơn 10 người Nam cũng giận, Tây Phương Sáng, Đông Phương Diệu. Cũng hoàn toàn không vội vàng ra tay. Trừ những người đó ra, Hạ Hầu Kiệt, Văn Nhân Giật, Độc Cô Tín những thanh niên tiểu bối cũng đều đến đủ cả rồi. Trong đó, Hạ Hầu Kiệt không kịp chờ đợi mà nói, tiền bối Nam Cung, hậu nhân của nhà họ Tô chắc chắn đã tiến vào đại điện để khởi động cải biến giới luyện võ rồi. Chúng ta còn đợi cái gì vậy, chỉ bằng cứ xông thẳng vào, giải quyết hết bọn họ, ngăn cải biến lại. Những người khác có mặt ở đó. Cũng nhìn về phía Nam Cung Giận, rõ ràng cũng muốn biết tại sao Nam Cung Giận vẫn chưa ra lệnh. Không vội. Nam Cung Giận khẽ cười nói, còn một người bạn cũ nữa, vẫn đang trên đường tới đây, đợi ông ta tới rồi, thì một mẻ hốt gọn, tránh cho có cá lọt lưới. Cải biến giới luyện võ, tôi đã tìm hiểu rồi, không phải chỉ một lần là xong, ít nhất phải mất đến hơn nửa canh giờ, mới có thể hoàn toàn khởi động xong hết mọi mặt, chúng ta vẫn còn cơ hội ngăn cản. Nam Cung Giận nói, bạn cũ, một mẻ hốt gọn, mọi người nghe xong, nhất thời không hiểu gì hết. Ha ha, bạn cũ tới rồi. Chính ngay lúc này, Nam Cung Giận bỗng nở nụ cười, đi thôi, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Vừa dứt lời, Nam Cung Giận liền dẫn theo đám người Đông Phương Diệu, Tây Phương Sáng, và mấy tên thanh niên tiểu bối cùng với 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong từ trong bóng tối bước ra. Một đoàn hơn 50 người, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng xuất hiện ngay trước ánh mắt của mọi người. Nhanh nhìn xem, bên kia nhiều người chưa kìa, bọn họ là ai vậy nhỉ, khí tức trên người thật mạnh mà. Đó không phải thanh niên cổ tộc sao, hình như gọi là Hạ Hầu Kiệt, anh ta không phải đã rời đi rồi sao, sao lại trở lại rồi. Mấy lão già bên cạnh anh ta chắc không phải là tiền bối của cổ tộc đó chứ. Chắc chắn là bọn họ rồi. Nhìn dáng vẻ bọn họ đi, e rằng đến không phải chuyện tốt gì, xảy ra chuyện lớn rồi. Chấm chấm chấm. Bây giờ, đông đảo những người luyện võ,
bất kể là tông chủ của các tông phái nhỏ hay là các thiên tài trẻ tuổi đều đang tụ tập ở bên ngoài đại điện của Thiên Cơ Môn. Giờ phút này khi nhìn thấy đám người của Nam Cung Dận xuất hiện, trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy run sợ, bắt đầu lo lắng, thấp thỏm đứng lên. Thậm chí có người nhìn thấy tình hình không được ổn bèn muốn chạy trốn, thì lại bị Nam Cung Dận dế tê chết ngay tại chỗ. Ông ta chỉ đưa tay lên mà thôi, vậy mà mấy tên luyện võ muốn chạy trốn kia liền biến thành một dòng máu, chết không toàn thây. Bao vây nơi này lại, cấm bất kỳ kẻ nào còn sống mà rời đi. Sau đó, Nam Cung Dận liền hạ lệnh nói. Vâng, 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong sau khi nhận được mệnh lệnh của Nam Cung Dận lập tức tản ra bốn phía, đồng thời thi triển thần thức. 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong, tương đương với 30 tên cao thủ võ thần lục địa đỉnh phong đó nha. Đội ngũ hùng mạnh như vậy, những người luyện võ đang có mặt ở đó căn bản không hề có chút lực chống trả nào. Lúc này, đám người Đông Phương Diệu, Tây Phương Sáng đứng bên cạnh Nam Cung Dận, một bên là đám hạ bối Hạ Hầu Gia, Văn Nhân Dật. Bọn họ cứ đứng ở ngay bên ngoài đại điện của Thiên Cơ Môn, cũng không hề tiến vào bên trong. Mấy vị bạn cũ, đều đến cả rồi, vậy sao không xuất hiện đi chứ? Lúc này, Nam Cung Dận bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nhạo vào trong không trung, nếu như còn không chịu xuất hiện thì tôi sẽ xông vào đại điện, phá hỏng cuộc cải biến giới luyện võ đó nhé. Nam Cung Dận, hơn 100 năm rồi không gặp, tính cảnh giác của ông tiến bộ không ít. Bỗng nhiên, một bóng hình già nua xuất hiện trước mắt mọi người trong chớp mắt. Ông ấy mặc một bộ áo gai, râu tóc bạc trắng, dáng người cũng không cao lớn, nhưng khí tức tỏa ra từ người ông ấy khiến ai nấy đều sợ hãi. Lão già mặc áo gai vừa mới xuất hiện, uy thế khủng bố liền thổi bụi đất cuồn cuộn lên, hình thành nên một cơn gió long quyển phong, bao trùm toàn bộ nơi đó. Ha ha, Thiên Niên Sát, cái lão già nhà ông, thực lực tiến bộ rất nhiều nha, không chỉ đặt chân lên võ thần đỉnh phong mà khí tức cũng mạnh mẽ như thế, chắc hẳn là từ trong vật chí bảo kia đạt được cơ duyên không nhỏ nhỉ. Nam Cung Dận trừng mắt nhìn lão già mặc áo gai, cười nhạo nói. Thiên Niên Sát, lão già mặc áo gai này chính là ông nội của Thiên Sơn Tuyết, lão minh chủ của núi Cửu Phong, Thiên Niên Sát. Nam Cung Dận, nói nhảm ít thôi. Thiên Niên Sát nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Dận, trầm giọng nói, hôm nay có tôi ở đây, ông đừng mơ mà vào được đại điện, phá hỏng cải biến của giới luyện võ. Nói xong, Thiên Niên Sát liền mở bàn tay ra, từ trong bàn tay lập tức lộ ra một vật thể lớn chừng một nắm tay. Nếu như Tô Thương nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất là kinh ngạc cho mà xem, đây chính là tầng thứ tư của tháp hư không. Vốn dĩ vật này đã bị Tô Tinh Hà trộm mất. Nhưng Tô Tinh Hà đã bị Thiên Sơn Tuyết sai người áp giải trở về núi Cửu Phong, Thiên Niên Sát thế là lại lấy lại được. Chí bảo ở trong tay, giờ phút này, Thiên Niên Sát vô cùng tự tin, uy thế quanh thân lại càng mạnh mẽ thêm mấy phần. Ha ha, Thiên Niên Sát, ông là tên đàn ông cả đời sợ vợ thì có tư cách gì mà phách lối chứ? Nam Cung Dân nghe vậy, cười nhạo nói, năm đó, nếu như không phải là nhờ vợ của ông Ngô Thanh Ảnh thì ông có thể có được vật chí bảo này sao? Bây giờ Ngô Thanh Ảnh chết rồi, Thiên Niên Sát, trong mắt của tôi, ông chỉ là một con kiến mà thôi. Hừ, Thiên Niên Sát hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh bằng, chân khí trong cơ thể dâng lên. Người phách lối, chính là ông, thực lực của tôi đối phó với ông là đủ dùng rồi. Ha ha, người không biết thì không sợ Thiên Niên Sát, ông xem nơi đây, 30-40 cao thủ trúc cơ đỉnh phong, ông cảm thấy dựa vào một mình ông thì ngăn cản được tôi sao? Nam Cung Dận cười nhạo nói. Vậy, thêm tôi nữa thì sao? Ai mà ngờ, Nam Cung Dận vừa dứt lời, thì từ nơi xa lại vang lên một giọng nói giả nua. Ngay sau đó, một bà lão còng lưng, mặt đầy nếp nhăn, ở trước mặt mọi người, chậm rãi đi tới. Di Phù, đến rồi. Xoạt xoạt xoạt. Di Phù vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người có mặt ở đó đều đổ dồn về phía bà ấy. Là bà ấy. Hơn 20 năm trước, tôi từng nhìn thấy bà ấy. Không sai, đại hội võ thuật lần đó, hậu nhân của nhà họ Tô kia cũng tham gia, chính là bà lão này đã đi cùng với ông ta cả đường. Lúc ấy, có rất nhiều thế lực từng tham gia tiêu diệt nhà họ Tô ở Côn Luân, đều muốn giữ hậu nhân của nhà họ Tô lại, nhưng không ai dám ra tay cả. Đây chính là trụ cột cuối cùng của nhà họ Tô, nghe nói gọi là Cô Phù Dung,
hơn 100 năm trước, bà ấy từng lấy sức một mình, giết ra một đường máu, cứu con ruột của Tô Vô Kỵ là Tô Kiền Khôn, không ngờ tiền bối Phủ Dung vậy mà vẫn còn sống. Quá tốt rồi, thập đại cổ tộc muốn xông vào đại điện, phá hỏng cải biến giới luyện võ, có tiền bối thiên niên sát của núi Cửu Phong ra mặt, nay lại có thêm tiền bối Phủ Dung nữa, có lẽ có thể ngăn cản được thập đại cổ tộc rồi. Chấm chấm chấm. Trong chốc lát, đám người nhao nhao lên bàn tán, mọi người đều đem hy vọng cải biến giới luyện võ ủy thác lên người của thiên niên sát và dì phù. 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong ở bốn phía, sau khi dì phù xuất hiện thì biểu cảm không còn thong thả nữa, rõ ràng cũng đã cảm nhận được lực chấn áp cực lớn tỏa ra từ dì phù. Nam Cung Giận dừng lại một lúc, rõ ràng ông ta không hề phát hiện ra được dì phù đang tới. Nhưng mà, sau vài giây kinh ngạc ngắn ngủi, Nam Cung Giận liền nở một nụ cười, chào hỏi nói, cô Phù Dung, lâu quá không gặp. Nam Cung Giận. Dì Phù dừng chân lại, nhìn thẳng vào Nam Cung Giận, thản nhiên nói, đúng là lâu thật, lần trước tôi cùng với sư phụ đến thăm gia tộc Nam Cung, chắc hẳn cũng đã là chuyện hơn 140 năm trước rồi. Đúng vậy. Nam Cung Giận hồi tưởng lại nói, lúc đó, cô Phù Dung vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Không ngờ bây giờ đã là người đã đặt một chân vào quan tài rồi. Nếu như lúc đầu, bà theo sư phụ Tô Vô Kỵ của bà tu chân, có lẽ bà đã có thể trẻ mãi không già, không phải già nua như thế này. Nam Cung Giận nhìn dì Phù, hiếu kỳ hỏi, cô Phù Dung, bà có từng hối hận vì đã luyện võ không? Chưa từng. Dì Phù lắc đầu, nghiêm túc nói, trước khi sư phụ rời đi, từng nói với tôi, sau vài năm, giới luyện võ chắc sẽ phải nghênh đón một trận cải biến, và nó sẽ lớn mạnh không thua gì hệ thống tu chân, tính toán thời gian, thì có lẽ là ngày hôm nay rồi, thế thì tại sao tôi phải hối hận chứ? Ha ha, tin tức này thì tôi thật vẫn không biết đấy, vốn dĩ tôi không rõ cải biến giới luyện võ là tốt hay xấu, nhưng nghe bà nói như vậy thì tôi càng không thể để cho cuộc cải biến giới luyện võ diễn ra suôn sẻ được nữa rồi. Nam Cung Giận híp mắt lại cười nói, Phù Dung, nghe tôi khuyên một câu, bà cứ vậy mà rời đi đi, tôi sẽ xem như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có thể bà còn chưa biết, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương, đã đạt giải nhất đại hội võ thuật, trở thành minh chủ võ lâm rồi, bây giờ đang ở trong đại điện khởi động cải biến giới luyện võ. Nam Cung Giận vuốt râu nói, bà yên tâm, nể mặt Tô Vô Kỵ, tôi sẽ không làm cậu ta bị thương, còn có thể để bà đưa cậu ta cùng rời đi. Vốn dĩ. Nam Cung Giận dự định nhổ cỏ tận gốc, gỡ ít chết Tô Thương, đồng thời tiêu diệt hết mọi người ở Thây. Nhưng sau khi nhìn thấy dì Phù, thì Nam Cung Giận lại có chút kiêng dè, cộng thêm thiên niên sát có chí bảo trong tay nữa, thực lực cũng không thể xem nhẹ được. Cho nên, Nam Cung Giận không dám làm to chuyện, liền thay đổi chủ ý, chỉ ngăn cản giới luyện võ cải biến là được rồi. Giới luyện võ cải biến là kế hoạch của sư phụ tôi Tô Vô Kỵ và vị đại nhân vật phi thường kia, bất kỳ kẻ nào cũng đừng mong ngăn cản lại. Nam Cung Giận, về chuyện này, tôi tuyệt không nhường bước. Ánh mắt dì Phù sắc bén nhìn chằm chằm vào Nam Cung Giận, trầm giọng nói, tôi ngược lại còn có thể cho ông một cơ hội, đem theo tất cả người của thập đại cổ tộc rời khỏi núi Võ Đang. Ha ha, nói như thế thì không còn chỗ để thương lượng nữa rồi, vậy thì đừng trách tôi nhé. Nam Cung Giận cười nhạo nói, lần này tôi mang theo 30-40 cao thủ trúc cơ đỉnh phong, chỉ dựa vào hai người các người, e rằng muốn ngăn cản tôi thì không được đâu. Vừa dứt lời, Nam Cung Giận dùng ánh mắt ra hiệu cho các cao thủ cổ tộc ra tay. Phù Dung, tôi từng đi tới núi Côn Luân, được sự chỉ bảo của tiền bối Tô Vô Kỵ, bà còn nhớ tôi không? Lúc này, thiên niên sát nhìn sang dì Phù, thái độ vô cùng khách sáo. Không nhớ. Dì Phù lắc đầu, sau đó nói. Nhưng tôi có ấn tượng với vợ của ông, võ thần đỉnh phong đầu tiên, Ngô Thanh Ảnh, bà ấy bây giờ có khỏe không? Thanh Ảnh bà ấy, hai, thôi bỏ đi, đừng nhắc nữa. Thiên niên sát thở dài một hơi, sau đó nói, cô Phù Dung, 100 năm trước, chuyện núi Côn Luân bị tiêu diệt, hành động của các đại tông phái quá đột ngột, tôi đang ở núi Cửu Phong, cho nên mới không kịp biết đến chuyện này. Tiền bối Tô Vô Kỵ đối với tôi có ơn chỉ dạy. Nếu như tôi biết trước sự việc thì chắc chắn sẽ chạy tới núi Côn Luân trước, trợ giúp cho nhà họ Tô, đáng tiếc, lúc tôi biết tin thì nhà họ Tô đã bị tiêu diệt rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Ông đến cũng vô dụng thôi, không giúp gì được thâu. Dì Phù lại thẳng thắn nói,
nếu như vợ ông Ngô Thanh Ảnh có mặt ở đó, có lẽ cũng có thể thay đổi được cục diện. Chuyện này, lời nói này khiến cho Thiên Niên Sát có chút ngượng ngùng, mặc dù mình không bằng vợ, nhưng cũng có thể đừng nói thẳng ra như thế không? Khụ khụ, Thiên Niên Sát ho khan hai tiếng, sau đó nói, Phù Dung, chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng sánh vai nhau chiến đấu rồi, yên bình nhiều năm như vậy rồi, những thân giả như chúng ta cũng nên vì gia tộc ngày xưa của mình mà làm cái gì đó rồi. Hôm nay, chúng ta hãy hợp lực hò hét và tàn sát tất cả ở núi võ đăng này, để nói cho thập đại cổ tộc biết giới luyện võ chúng ta không còn là quả hồng mềm nữa rồi. Ông cứ phụ trách hò hét là được rồi, còn tàn sát cứ giao cho tôi. Giọng điệu gì Phù bình thản nói ra, tiếp theo đó thì bà ấy chuyển động chân khí quanh thân, trực tiếp chém giết về phía 30 tên trúc cơ đỉnh phong kia. 30 tên trúc cơ đỉnh phong này đều là các cao thủ nhất đẳng từ trong các cổ tộc của thập đại cổ tộc. Nhưng trong nháy mắt gì Phù ra tay thì đã đánh lùi được hai người, sau đó là cùng giằng co với 30 tên cao thủ đỉnh phong. Một đánh 30, quá sức tưởng tượng, chân khí tung hoành khắp nơi đó, linh khí tàn phá khắp mọi nơi. Đông đảo quần chúng ăn dưa, nhao nhao lui lại, để tránh bị làn sóng dư chấn tác động đến. Ha ha, Phù Dung, không ngờ lĩnh ngộ của bà đối với cảnh giới võ thần vậy mà đã đạt đến bước này rồi, tôi hổ thẹn không bằng mà. Nhưng vận khí của tôi cũng không tệ, trên người tôi có chí bảo, nhờ vào sự hỗ trợ của chí bảo, thì cũng sẽ không để thua bà đâu. Thiên Niên Sát nhìn thấy vậy, liền mang theo tầng thứ tư của tháp hí không gia nhập vào trận chiến. Tiếp theo đó, có thể nhìn thấy, hai người bọn họ trấn áp 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong. Trúc cơ đỉnh phong tức là võ thần đỉnh phong thó. Cô Phù Dung và tiền bối Thiên Niên Sát, mạnh quá đi, hai người đánh 30 người. Hơn nữa còn đang chiếm thượng phong nữa chứ. Ai nói người luyện võ không bằng người tu chân nào, hai vị tiền bối cố lên. Chấm chấm chấm. Trong đám người, các thiên tài tham gia đại hội võ thuật lúc trước, đứng từ xa quan sát trận chiến, toàn bộ đều chìm vào yên lặng. Đây chính là võ thần đỉnh phong và trúc cơ đỉnh phong sao, chúng ta còn kém xa quá. Sau khi yên lặng một hồi lâu, Tây Môn Long Ngâm lắc đầu, nở một nụ cười khổ. A-di-đà Phật, con đường tu luyện, vĩnh viễn không có điểm dừng, nghĩ thoáng ra cho tốt, đừng cố chấp quá làm gì. Phật tử vô cõ chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt anh ta lại luôn nhìn về phía trước. Không biết còn có thể khởi động được cải biến giới luyện võ hay không? Đỗ Phi Đu Ơn ở bên cạnh không nhịn được lẩm bẩm nói. Trong chốc lát, cả đám thiên tài Triệu Chỉ Nhược, Sa Mã Sa Y, Thiếu gia Mặc Đao đều hướng về phía đại điện. Nhưng mà, ánh mắt của lão độc vật Lâm Uyên lại nhìn sang Quân Vô Ưu, thản nhiên mở miệng nói, cổ tộc đến với ý đồ là muốn ngăn cản giới luyện võ cải biến, cậu còn chưa chịu ra tay sao? Quân Vô Ưu bỗng dừng lại, quay sang nhận lấy ánh mắt của Lâm Uyên, uống một ngụm rượu, rồi cười nói, ông nói hơi quá rồi, tôi mới chỉ là bán bộ trúc cơ thôi, làm gì có tư cách ra tay? Cậu là bán bộ trúc cơ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.